cuộc sống thời kỳ tận thế tàn khốc đến cỡ nào. Người phụ nữ này nói câu tôi muốn ra ngoài trước mặt đám đông liền phải chịu sự trừng phạt hà khắc nhất, đó chính là bị đuổi khỏi silo ra thế giới bên ngoài toàn khí độc. Nhưng không biết vì sao cảnh sát trưởng Houston của silo bỗng trở nên trầm mặc. Anh đặt huy hiệu cảnh sát của mình lên bàn và để lại một tờ giấy rồi đi vào trong phòng giam. Màn hình trên tường hiển thị thế giới hoang tàn bên ngoài silo. Houston nhẹ nhàng vuốt ve cái xác trên màn hình, gương mặt bi thương nói với đồng nghiệp tôi muốn đi tìm vợ, sau đó nói ra câu cấm kỵ, tôi muốn ra ngoài. Đây là điều tàn khốc nhất ở silo, bất kỳ ai chỉ cần nhắc đến các từ như ra ngoài sẽ phải chịu hình phạt hà khắc, đó chính là bị đuổi khỏi silo. Ở trong môi trường tự nhiên đầy khí độc, cho dù đeo thiết bị phòng độc cũng không ai sống qua nổi 4 phút. Đồng nghiệp không hiểu vì sao Houston lại tự tìm đường chết. Trong đầu Houston lại hiện lên nụ cười hiền dịu của vợ. Chuyện của 2 năm trước cứ hiện trước mắt. Houston lúc đó mới đảm nhiệm chức vụ cảnh sát trưởng. So với người dân ở tầng lớp cấp thấp, điều kiện cuộc sống của anh cũng khá sung túc. Không những có phòng riêng mà đơn xin sinh con cũng được cấp lãnh đạo phê duyệt. Nhưng người vợ Allison có chút lo lắng vì đặc quyền này chỉ có hạn trong vòng 1 năm và 2 lần chuẩn bị mang thai trước đó đều thất bại. Nếu lần này vẫn không thành công thì bọn họ sẽ mãi mãi mất đi tư cách sinh con. Trong nhà hàng ở tầng trên dành cho cư dân thượng lưu, mọi người đều nhìn về phía bà lão tóc bạc. Bà ấy đi tới nói nếu như không thể mang thai thì hãy tới tìm mình. Houston chửi thầm nên đem bà lão điên này ra ngoài silo. Sau đó hai người đến một phòng khám, sau khi xuất trình chứng nhận được phép sinh nở, bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho Allison. Đó là lấy vòng tránh thai trong cơ thể của cô. Houston lúc này vô cùng phấn khích, bây giờ hai người có thể thực hiện kế hoạch sinh con rồi, nhưng chuyện này như thể ác mộng bủa vây lấy họ. Thấy thời hạn sinh con đã trôi qua một nửa, Allison vẫn không có dấu hiệu mang thai, càng khiến người ta bất lực là cấp trên của cô mới sáng sớm đã đến moi móc, chỉ trích Allison không nên viết bài về cách lấy lại dữ liệu đã xóa, sau đó yêu cầu cô lập tức xóa nó đi, khiến Allison vô cùng bực tức. Cô biết cấp trên lo có người làm theo bài đăng của cô tự ý khôi phục dữ liệu của máy chủ, giống như vụ bạo loạn đốt sách vào 140 năm, cấp quản lý dường như đang muốn xóa đi lịch sử. Houston cắt ngang lời than thở của vợ, lịch sử của chúng ta chính là do silo quy định, còn trách nhiệm của anh là bảo vệ sự ổn định của xã hội. Những lời không nặng không nhẹ làm Allison ngoan ngoãn im mồm. Lúc đang đi làm, Allison gặp lại bà lão ở nhà hàng trước đó, đối phương nói tôi biết nguyên nhân cô không thể mang thai. Allison nghe xong lời này như bị trúng tà, bất giác đi theo bà lão về nhà. Sau khi bật vòi nước ở bàn bếp, bà lão thì thầm với Allison, đây là đề phòng có người nghe lén. Cô có từng nghĩ dữ liệu bị xóa trong máy chủ và sách bị đốt rốt cuộc là gì không? Allison trốn tránh vấn đề này theo bản năng, nhưng bà lão vẫn không buông ra, nói rằng bài viết khôi phục dữ liệu bị xóa của Allison đủ để cấp quản lý xem cô là phản động, cho nên việc cô không thể sinh con cũng là có lý do. Lời của bà lão khiến Allison cũng phải nghi ngờ, cô cũng cảm thấy ba lần không thể mang thai giống như có người cố tình sắp đặt. Houston lại bỏ ngoài tai, vòng tránh thai của em đã lấy ra rồi, đừng nghe những lời vớ vẩn của bà điên đó, nhưng suy nghĩ này cứ bùa vây Allison. Cho đến hôm đó cô nhận được một nhiệm vụ đặc biệt, thợ sửa máy tính ở tầng trung chỉ đích danh Allison đến tận nhà sửa máy tính. Allison men theo cầu thang vòng xoáy đi một lúc lâu, cô cũng đến tầng trung của silo. Người dân sinh sống ở đây đa số là người lao động chuyên về một nghề, ngoài công việc lặt vặt thời gian còn lại là tập trung bên ngoài tận hưởng niềm vui, con người dường như sinh ra nên như vậy. Allison đi xuyên qua con đường nhộn nhịp đi thẳng tới phòng sửa máy tính, đón tiếp cô chính là ông chủ của tiệm Jock. Jock đã làm đơn xin sửa máy tính, thì ra anh cũng từng đọc bài viết khôi phục dữ liệu bị xóa của Allison, muốn nhờ cô khôi phục lại dữ liệu trong ổ cứng. Allison cảm thấy căng thẳng vì cái ổ cứng này nhìn rất cũ, tự ý sở hữu tàn tích lịch sử là phạm pháp. Jock lắc đầu nghĩ Allison không phải loại người tuân theo quy tắc. Với lại con đoán trước bài viết đó của cô cũng sẽ bị xóa nên đã sao chép ra một bản. Allison biết Jock tìm được ổ cứng này ở trong mỏ khoáng bỏ hoang, với lại đã tồn tại hơn 140 năm. Allison cảm thấy vô cùng tò mò, thế là lập tức mở máy tính, bắt đầu thử khôi phục dữ liệu. Trong lòng cô xuất hiện sự kích động đè nén bao lâu nay. Có lẽ vào tối nay sẽ tìm ra được chân tướng chưa ai từng biết. Cùng lúc này, cư dân của silo tập trung bên ngoài ban công, hoan hô chào đón tầng lớp thống trị của bọn họ. Hôm nay là ngày quan trọng nhất hàng năm, ngày tự do. Người thống trị đứng ở tầng cao nhất, phát biểu. Chỉ trích kẻ phản loạn không những hủy hoại toàn bộ dữ liệu ổ cứng, đốt toàn bộ sách, mà còn định mở cánh cửa ra bên ngoài, muốn cho toàn bộ cư dân bị khí độc hại chết. Bọn họ có được như bây giờ chính là nhờ những người đi trước đã anh dũng xung phong đàn áp kẻ phản loạn vào ngày này của 140 năm trước. Toàn bộ cư dân ai nấy cũng rưng rưng nước mắt, không ai nghi ngờ bài phát biểu được lặp lại vô số lần này. Allison lúc này cũng khôi phục lại được dữ liệu trong ổ cứng, Jock phấn khích mở một file là bản kết cấu của silo khiến Allison vô cùng sửng sốt. Nhớ tới lời cảnh cáo của Houston, đây là hành vi vi phạm quy định, cô vội khuyên Jock tiêu hủy ổ cứng, sau đó vội vàng rời đi. Lúc này hoạt động của ngày tự do vẫn chưa kết thúc, Allison hòa vào dòng người, hát lên cùng mọi người nhìn những ngọn đèn trời bay lên. Trong lòng Allison lại cảm thấy nguội lạnh, còn Jock không có ý định tham gia hoạt động, lúc này đang mải mê nghiên cứu dữ liệu trong ổ cứng, phát hiện phần đáy silo lại giấu con đường thông ra thế giới bên ngoài.
Alison quay về nhà như người mất hồn, cấp quản lý Silo rốt cuộc đang sợ hãi điều gì? Nếu không muốn cô mang thai vậy thì cô có cố gắng thế nào cũng vô ích. Sáng hôm sau, Alison mượn cớ đi sửa máy tính để đi tìm George. Cô muốn xem dữ liệu trong ổ cứng. Khi George chọn đại một file dữ liệu trong đó, hai người đều trố mắt. Vì hình ảnh hiện lên là bãi cỏ xanh ngắt, thế giới muôn màu. Alison như mất hồn đi ra khỏi cửa tiệm. Nếu nội dung dữ liệu là thật, vậy thì cấp quản lý Silo đã nói dối một cách trắng trợn. Tin tức này vô cùng chấn động. Alison không dám nói với Houston, cô muốn tìm ra chứng cứ để vạch trần bộ mặt thật của cấp quản lý. Thấy thời hạn mang thai một năm chỉ còn lại 7 tiếng, Houston hẹn gặp bác sĩ phụ khoa. Ai ngờ Alison lại không có mặt. Houston thấy có chuyện chẳng lành. Khi anh quay về nhà nghe thấy tiếng vòi nước trong bếp đang chảy, còn Alison ngây ngốc ngồi trên ghế. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Houston, Alison nói mình tìm được chứng cứ rồi. Các quản lý Silo quả nhiên không muốn loại người không nghe lời như cô sinh con. Houston ra sức giải thích, bác sĩ quả thực đã lấy vòng tránh thai. Nhưng Alison lại bất lực lắc đầu. Lúc bác sĩ làm phẫu thuật có một lớp rèm che, không ai biết ông ta đã làm những gì phía sau. Sau đó cô lấy một cái vòng tránh thai, đây là thứ cô mới lấy từ trong âm đạo ra. Vào ngày phẫu thuật, bác sĩ không hề lấy nó. Nhìn Alison chảy máu không ngừng, Houston không kịp nghĩ ngợi lập tức chạy đi tìm bác sĩ phụ khoa. Nhưng khi Houston đi ngang qua nhà hàng đã thấy Alison đứng trước mặt đám đông, phát biểu hào hùng. Cô nói thế giới chúng ta nhìn qua màn hình đều là giả, nhưng mọi người chỉ nghĩ cô không thể mang thai nên dẫn tới tinh thần suy sụp. Houston muốn đưa cô đi, nhưng Alison lại thất vọng lắc đầu. Nếu các người không tin tôi, vậy tôi sẽ chứng minh cho các người thấy. Sau đó nói ra câu cấm kỵ đó, tôi muốn ra ngoài. Houston cảm thấy suy sụp, anh tìm tới người thống trị tối cao, muốn nhờ đối phương giúp vợ mình thoát tội nhưng bà lắc đầu nói mình cũng hết cách, quy định trong Silo không thể phá vỡ. Khi biết sắp phải cách biệt với Alison, Houston chán nản ngồi cạnh phòng giam, chắc cô bị người khác lừa gạt. Bác sĩ nói thứ Alison lấy ra không phải là vòng tránh thai, thứ đó dùng để nhét vào âm đạo tránh cho nhiễm trùng mà thôi. Alison dường như đoán trước bác sĩ sẽ nói như vậy, cô bảo Houston lại gần mình rồi nói thầm tại sao cấp quản lý lại giữ kín chuyện của 140 năm trước, thậm chí đến quyền sinh con cũng can thiệp vào. Chúng ta thật ra đang sống trong thế giới giả dối. Việc cô muốn làm là ra ngoài tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hiển thị trên màn hình là thật hay giả. Houston giơ tay chỉ, chẳng lẽ thứ đó còn làm giả được sao? Alison là chuyên gia máy tính, đương nhiên biết làm giả không hề khó. Thế là cô với Houston hẹn nhau khi cô rời khỏi Silo, nếu hình ảnh trong màn hình là thật, cô sẽ vẫy tay tạm biệt. Nhưng nếu bên ngoài thế giới mây trắng cỏ xanh, vậy thì cô sẽ lau sạch lớp bụi trên ống kính để cư dân có thể nhìn rõ thế giới bên ngoài. Khi Alison mặc đồ bảo hộ chậm chậm ra khỏi Silo, vô số cư dân tập trung ở nhà hàng, muốn thông qua màn hình xem toàn cảnh. Chỉ có Houston khóc như mưa, liệu suy đoán của Alison là thật hay giả? Alison mặc đồ bảo hộ nhìn xung quanh, chậm chậm đi đến trước ống kính, rút khăn chuẩn bị từ trước, lau sạch vết bẩn trên ống kính. Mọi người ai nấy cũng đều vỗ tay hoan hô, vì mỗi lần phạm nhân ra ngoài, cảnh sát đều đưa một cái khăn nhờ phạm nhân lau sạch vết bẩn trên ống kính, giúp cư dân trong Silo nhìn rõ thế giới bên ngoài. Houston vô cùng sửng sốt, anh không quên lời Alison dặn dò trước đó. Nếu bên ngoài có mây trắng, cỏ xanh, cô sẽ thông qua động tác lau ống kính để truyền tin cho anh. Những người dân khác không hề biết chuyện này. Chứng kiến Alison đi ra xa chắc là do khí độc trong không khí phát tác. Chưa đến 3 phút, Alison đã gục xuống đất, không hề nhúc nhích. Houston vừa đau lòng vừa khó hiểu. Nếu thế giới bên ngoài không có vấn đề, vậy thì Alison tại sao lại chết? Chớp mắt đến 2 năm sau, Houston nhận được một vụ án, George làm thợ sửa máy tính ở tầng trung chết rồi. Anh lập tức nhớ ra người đàn ông từng được Alison sửa máy tính. Anh cũng quan tâm đến vụ án này. Trong hồ sơ ghi George ngã từ tầng 120 xuống trong lúc say rượu, lớp da bên ngoài không có dấu vết, ẩu đả. Bước đầu nhận định là tự sát, nhưng cảnh sát ở tầng trung lại nói có người phụ nữ tận mắt nhìn thấy George bị đẩy ngã xuống. Houston lập tức quyết định đi tìm nhân chứng. Không ngờ đối phương là công nhân nhà máy phát điện tên là Juliet. Chính là nhờ sức lao động của bọn họ đã giúp cả Silo có điện sử dụng. Nhưng kể từ sau khi Houston gặp người phụ nữ này, anh khó khăn lắm mới bước ra khỏi nỗi đau mất vợ, lại trở nên chán nản như trước kia. Anh bỗng đi vào phòng giam, hét lên muốn ra ngoài tìm Alison, sau đó nói ra câu cấm kỵ đó. Không ngoài dự đoán, Houston mặc bộ đồ phòng hộ dày cộp, cấp quản lý tối cao đích thân tuyên bố tội danh của anh. Sắc mặt phức tạp nhìn Houston chậm chậm bước ra khỏi Silo. Nhưng ánh mắt của Houston vô cùng kiên định. Khi cánh cửa mở ra, hai mắt Houston mở to vì thứ anh nhìn thấy quả nhiên là thế giới trời xanh mây trắng. Cư dân tập trung đông đúc trong nhà hàng, nhưng thế giới hiển thị trên màn hình là một màu xám ngoét. Chỉ thấy Houston ở bên ngoài làm theo Alison, bước đến trước ống kính dùng khăn lau vết bụi. Cư dân không hiểu rõ chân tướng vỗ tay hoan hô. Sau đó dõi theo Houston loạng choạng bước đến chỗ xác Alison, nhưng khiến người ta bất ngờ là Houston lại cởi mũ bảo hộ bò đến bên cạnh Alison vào giây phút cuối đời. Vào lúc mọi người chìm trong sự bi thương, Juliet lại phẫn nộ rời đi, miệng còn lầm bầm lừa đảo.
Sau khi xuống khu vực công nhân, Juliet mới phẫn uất hét lớn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cô lại mất bình tĩnh như vậy. Còn cư dân ở trong nhà hàng cũng vì cái chết của Houston mà trở nên bạo loạn. Bỗng một người đàn ông đứng lên nói rằng cái chết của Houston thì để tầng lớp cấp cao quan tâm, chúng ta chỉ là công nhân dưới tầng đáy, chỉ cần đảm bảo máy phát điện vận hành không xuất hiện vấn đề là được. Câu nói này nói trúng tim đen của mọi người, bọn họ hoan hô tán thành. Nhưng đây cũng chỉ là số ít người, những cư dân khác dưới tầng đáy thường xảy ra xung đột. Nhưng khi một vài người đàn ông áo đen xuất hiện, mọi người trở nên im lặng, vì bọn họ chính là những người thực thi công lý ở trong silo, là những người thực sự tàn khốc vô cảm. Juliet ở khu công nhân lúc này cũng bình tĩnh trở lại, thậm chí còn chủ động sửa lại ống làm lạnh bị cô đập hư. Chỉ là nỗi khúc mắc trong lòng khó biến mất. Thế là cô đi vào một cửa hàng sửa chữa, ở đây có một bà lão hiền từ, chính là người thầy chỉ dạy Juliet, bà Martha. Đối phương nhận ra Juliet có tâm sự, sau một hồi gặng hỏi, cô liền nói ra suy nghĩ với Martha. Thời gian quay về một ngày nọ của 3 tháng trước, cư dân tầng trung đang tổ chức buổi lễ nhận học trò. Chuck phấn khích đến bên cạnh Juliet. Từ ánh mắt của họ có thể nhận ra bọn họ là một cặp đôi. Thấy hai người mặc áo đen đi vào nhà hàng, Chuck bỗng trở nên căng thẳng, dặn dò Juliet lát nữa đến chỗ ở của mình. Rồi anh vội vàng rời đi. Ai ngờ tối hôm đó Juliet nghe tin Chuck rơi xuống tầng tử vong. Sau khi cố gắng bình tĩnh, cô tìm đến chị An viên Hành ở tầng trung, nói với đối phương Chuck không thể nào tự sát. Nhưng Hành cũng không thể làm gì được. Quan hệ yêu đương của Juliet và Chuck vẫn chưa công khai. Cô không có quyền phát ngôn, cách duy nhất đó là liên lạc với cảnh sát trưởng Houston ở tầng trên. Nếu anh ấy đồng ý điều tra chuyện này, có thể tìm được hung thủ hại chết Chuck. Juliet lúc này mới nhớ ra Chuck trước khi chết có dặn cô đến nhà anh một chuyến. Trên bàn ăn đặt một cái túi vải, mở ra nhìn bên trong là một cái dao giả và tờ giấy. Tờ giấy có ghi rằng còn nhớ nơi em thấy có lần đầu không? Juliet suy nghĩ một hồi, một lúc sau mới bình tĩnh lại, vờ như không có việc gì đi làm việc. Còn Hành cũng rất nhiệt tình, anh để lại ghi chú trên hồ sơ, người chết lúc sống có từng tiếp xúc với Allison, quả nhiên đã làm Houston chú ý tới. Nên Houston và Juliet mới có cơ hội gặp nhau. Lúc đầu Houston không có thiện cảm với cô, thông qua vài câu hỏi ở hiện trường tử vong của Chuck, anh nhận định Juliet không phải nhân chứng. Khi thấy chiếc đồng hồ kiểu cũ trên tay Juliet, Houston muốn nói chuyện riêng với cô. Ai ngờ hai người vừa ngồi xuống, Houston liền hỏi cô với Chuck ở bên nhau bao lâu rồi. Mặc dù quan hệ của hai người vẫn chưa xin phê duyệt, nhưng anh đảm bảo sẽ không tố cáo với bộ tư pháp. Chỉ cần Juliet nói ra những điều mình biết, hành động này cũng làm Juliet yên tâm hơn. Cô nói muốn đưa Houston đi xem một thứ. Đây chính là dao giả và giấy tờ nhắn Chuck để lại trước khi chết. Juliet quyết định đưa Houston đến nơi mang tờ giấy ám chỉ. Không lâu sau, hai người đến trước một biển báo, bên trên có ghi cấm vào trong. Juliet lại phớt lờ tháo nó xuống. Một hang động đen kịt hiện ra. Houston hiếu kỳ đi vào, đập vào mắt là một đường hầm sâu không thấy đáy. Hai bên tường là những hình vẽ nguệch ngoạc. Houston vừa nhìn ngó vừa đi lên trước. Cho đến một hang động đi xuống phía dưới, Juliet thuần thục đi xuống. Cô như quay về nhà mình, đẩy mạnh cần gạt. Xung quanh lập tức có đèn sáng lên, một thiết bị khổng lồ xuất hiện trước mắt, tựa như con quái vật cắm sâu xuống lòng đất. Juliet giải thích đây là xác thiết bị của silo, có lẽ vì quá to, người xây dựng đã tháo đi bộ phận quan trọng. Nói xong, hai người men theo cầu thang xuống sâu phía dưới. Khổng lồ sau đã đến giàn khoan thẳng đứng. Juliet nói đây này là nơi ở của Chuck. Sau đó lấy một cái hộp sắt ở dưới gầm giường. Lần trước cô thấy dao giả ở trong này. Mở ra nhìn bên trong có các loại đồ cổ của hàng trăm năm trước, đều được Chuck tìm thấy ở trong mỏ khoáng bỏ hoang. Có một thứ duy nhất khác là dây câu trên mạch dây điện biến mất rồi. Juliet nhìn xung quanh cuối cùng tìm được đầu dây ở một góc nọ, thế là cô men theo dây câu. Không ngờ đầu còn lại của dây câu buộc vào một cái túi vải. Mở ra nhìn bên trong là ổ cứng cũ rích và một tệp tài liệu được in ra. Houston lập tức nhận ra đây đều là chữ viết của Allison. Houston nghĩ Allison và Chuck đã phát hiện ra bí mật gì đó. Từ sau khi Allison ra bên ngoài, Houston càng nghĩ càng thấy sai. Kể từ lúc sửa máy tính cho Chuck, tính cách của Allison thay đổi đột ngột. Nhưng Chuck trốn quá kỹ, Houston nhiều lần điều tra không có phát hiện gì, cho đến khi Chuck chết mới lòi ra Juliet. Hai người đeo đồng hồ đôi, Houston lập tức suy đoán bọn họ là tình nhân. Thế là anh men theo manh mối này tìm được bí mật Chuck để lại, trong đó có lẽ cất giấu sự thật về cái chết của Allison. Nhưng anh không ngờ bí mật lại ở trong một cái ổ cứng cũ, đây là vật cấm, anh nghĩ phải lập tức tiêu hủy mới được. Juliet nghe xong trở nên sốt sắng, chẳng lẽ anh không muốn biết sự thật sao? Nếu không phải anh quá bảo thủ, phủ nhận suy đoán của Allison thì cô ấy đã không ra ngoài tìm cái chết. Houston đứng giữa, sững sờ đứng nguyên một chỗ. Một lúc sau anh mới đảm bảo với Juliet mình sẽ dựa theo nội dung trong ổ cứng điều tra nguyên nhân cái chết của Chuck. Nếu có phát hiện gì anh sẽ chủ động gửi thư cho cô. Nhưng sau khi Houston quay về vẫn luôn chìm đắm trong nỗi áy náy về cái chết của Allison. Hối hận lúc đầu không tin suy đoán của cô, điều này đã khiến anh có suy nghĩ ra ngoài cùng cô. Đáng tiếc cho đến lúc Houston chết, Juliet cũng không nhận được lá thư nào. May thay là lúc cho Houston xem tờ giấy nhắn Chuck để lại, cô chỉ cho anh xem một nửa nội dung. Dòng chữ còn lại có viết anh tìm được thứ anh đang tìm, chỉ có Juliet mới hiểu được Chuck đang nói cái gì.
Vào 2 năm trước kể từ khi George nhìn thấy bản đồ kết cấu silo, anh bắt đầu tìm lối ra ở tầng đáy. Nhưng nơi này đã bị nước nhấn chìm, anh phải liên tục thu thập dây thừng, lặn xuống nước tìm lối ra. Đến nay George đã chết, Juliet quyết định nối tiếp công việc còn dang dở của anh, đích thân xuống nước tìm lối ra. Buộc đầu dây thừng lên tấm ván, cô cẩn thận treo xuống dưới. Nhưng có lẽ do quá căng thẳng, cô trượt chân suýt nữa rơi xuống dưới. Nhưng cuối cùng không có gì nguy hiểm, đáng tiếc đến cuối cùng không tìm được manh mối nào. Juliet nhận thấy bản thân không thể làm được việc này, cô chán đời uống say bí tỉ. Cho đến ngày hôm sau đồng nghiệp đánh thức, lúc đó mặt bàn rung lắc dữ dội, Juliet lập tức nhận ra có chuyện không lành, vội chạy về phía máy phát điện, bạo lực đẩy ngã học trò. Cô nhanh chóng trèo vào trong. Cho đến khi cơn dư chấn kết thúc, chủ quản Knox gọi Juliet vào căn phòng. Thấy tinh thần của cô không được ổn, Juliet nói năng có hơi mất khống chế. Lúc nãy cô chỉ là tạm thời kiểm soát được máy phát điện, bên trong có bộ phận quan trọng bị nứt vỡ, phải ngắt điện mới sửa được, không thì sớm muộn gì cũng xuất hiện vấn đề. Knox lắc đầu từ chối. Silo có từ hàng trăm năm nay, chưa từng có ai chủ động tắt máy phát điện. Juliet hết cách chỉ đành tìm Martha để than thở. Juliet cho rằng mình là một người thất bại thảm hại. Lúc tìm lối ra dưới nước, cô chỉ cảm thấy hoảng sợ và bất lực, lãng phí manh mối George vất vả tìm kiếm 3 năm trời. Bây giờ đến cả sửa lại máy phát điện cũng chẳng làm được gì. Đồng thời lúc này người sầu não còn có thị trưởng Ruth. Trước khi Houston chết có để lại tờ giấy tiến cử Juliet đảm nhiệm trước cảnh sát trưởng, nhưng bộ tư pháp một tay che trời cũng tiến cử một người. Ruth không thể phớt lờ ý kiến của họ, quyết định đích thân đi gặp Juliet. Bà đến bộ phận công nghệ thông tin của Silo muốn nghe suy nghĩ của người phụ trách về Juliet. Ai ngờ đối phương sớm có chuẩn bị, trong kho dữ liệu hiển thị Juliet từng lấy 4 cuộn băng dính không báo trước, chứng tỏ nhân phẩm người này có vấn đề. Người phụ trách cho rằng người được Bộ Tư pháp đề xuất là phù hợp nhất. Thị trưởng Ruth không nói gì mà cùng phó cảnh sát trưởng Sam đến tầng trung silo. Cư dân tập trung lại để gặp vị lãnh đạo tôn quý ở khoảng cách gần. Toàn bộ cư dân đều vô cùng mừng rỡ, nhao nhao nói rằng sẽ bỏ phiếu cho bà. Sau vài lời khách sáo, Ruth đến phòng sinh sản của bệnh viện thì ra người phụ trách ở đây là bố ruột của Juliet. Thị trưởng Ruth muốn nghe ý kiến của ông, ai ngờ ông bác sĩ lại nói Juliet đam mê sửa chữa máy móc từ nhỏ. Năm 13 tuổi chủ động xuống tầng đáy nghiên cứu máy phát điện. Bao năm nay hai cha con gặp nhau chỉ được mấy lần, thị trưởng Ruth như đang suy nghĩ gì đó. Juliet rời khỏi bố mình không chỉ vì đam mê sửa chữa máy móc. Sam định nói gì đó thì chấp hành viên Sim của Bộ Tư pháp bưng một đĩa bánh tới, ngữ khí của anh ta không hề tôn trọng bọn họ. Nói đây là lời hỏi thăm thân thiết của lãnh đạo, hy vọng thị trưởng chọn người Bộ Tư pháp đã đề cử. Thế Ruth vẫn không lung lay, Sim cầm đĩa bánh rời đi, không ngờ Ruth là người quản lý cấp cao cũng phải kiêng sợ người khác. Sau đó bà cùng Sam xuống tầng đáy silo, con đường nhỏ hẹp thi thoảng rung lắc. Ruth đi vào văn phòng hỏi người phụ trách đã có chuyện gì. Knox nói không có gì, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm về phía máy phát điện vì thứ này lại xảy ra sự cố. Ruth nhìn theo ánh mắt của anh ta, chỉ thấy công nhân ra sức sửa chữa máy phát điện cho đến khi Juliet xuất hiện, mọi người mới bình tĩnh lại. Chỉ thấy cô áp bàn tay lên bên ngoài kiểm tra cẩn thận, sau đó hét lên. Mức độ lệch lạc của trụ chính ngày càng nghiêm trọng, cô phải sửa bằng tay mới được. Nhìn Juliet một mình chui vào khoang, thị trưởng Ruth cũng phải gật đầu thán phục. Không lâu sau áp lực của máy phát điện trở về bình thường, nguy cơ tiềm ẩn lần nữa được giải quyết. Ruth ngay lập tức gọi Juliet vào văn phòng, đợi mọi người ra ngoài, bà nói ra chuyện Houston đã đề cử cô là người kế nhiệm tiếp theo. Juliet có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó đã dứt khoát từ chối, cô buộc phải ở lại đảm bảo sự vận hành cho máy phát điện. Thị trưởng Ruth cũng không khuyên giải mà đưa cho cô một gói vải, nói là Houston để lại cho cô, sau đó quay người rời khỏi văn phòng. Juliet tò mò mở gói vải là huy hiệu cảnh sát trưởng của Houston. Sau khi những đồng nghiệp khác nghe tin này ai nấy cũng ngỡ ngàng, không biết Houston tại sao lại chỉ đích danh Juliet trở thành người kế nhiệm. Hành nhìn huy hiệu cảnh sát trưởng không rời mắt, tình cờ phát hiện phía sau khắc mấy dòng chữ. Sau khi Juliet nhìn thấy, cô lập tức đuổi theo thị trưởng, nói rằng mình thay đổi ý định, đồng ý đảm nhiệm chức vụ cảnh sát trưởng. Nhưng trước đó cô phải loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn của máy phát điện, cần toàn bộ cư dân ở silo chuẩn bị cho việc mất điện. Thị trưởng Ruth có hơi bất ngờ nhưng bà sẵn sàng đồng ý phối hợp. Không lâu sau, toàn bộ cư dân nhận được thông báo máy phát điện cần được tu sửa, sẽ ngắt điện 8 tiếng vào tối nay, mọi người phải ở trong nhà không được ra ngoài. Còn Juliet lúc này đang thảo luận phương án tu sửa với đồng nghiệp. Trục quay trong máy phát điện quay liên tục, khi nó xuất hiện vết nứt hoặc lồi lõm, khi quay sẽ dẫn tới rung lắc liên tục. Nếu cứ kéo dài như vậy, máy phát điện sẽ hư hại hoàn toàn. Cách giải quyết duy nhất là sửa chỗ hư, nhưng cách này nói đơn giản, thực hành thì rất khó. Động lực của trục quay đều đến từ khí nóng dưới lòng đất. Nếu dừng vận hành, áp lực bên trong khoang sẽ liên tục tăng lên, cũng có nghĩa là Juliet có nhiều nhất nửa tiếng để sửa chữa. Rắc rối còn lại là vấn đề ngắt điện. Hàng trăm năm nay, cư dân luôn sống trong môi trường được chiếu sáng 24/24, bóng tối bỗng ập đến, rất khó đảm bảo họ sẽ không làm ra những hành vi quá khích. Sam lập tức triệu tập toàn bộ cấp dưới yêu cầu bọn họ đi tuần tra. Khi thời gian sắp đến, chủ quản Knox liền hạ lệnh cắt nguồn điện, toàn bộ đèn ở silo đều tắt hết. Cư dân đều cảm thấy sợ hãi, cầu nguyện bóng tối mau qua đi. Lượng điện dự trữ ít ỏi đều dùng cho tu sửa máy phát điện. Công nhân chuẩn bị nhiều giờ cùng hợp sức chậm chậm mở lớp vỏ bảo vệ nặng hàng chục tấn, trục quay lộ ra. Nhìn mức độ lệch lạc còn nghiêm trọng hơn họ suy nghĩ.
Tiếp theo đến lượt Juliet ra tay khi Knox tắt van khí áp, trục quay chậm dừng lại. Juliet cùng học trò Cooper vội vàng vào trong. Bọn họ phải sửa xong cánh quạt bị hư trên trục quay trước khi khí áp quá tải. Trong đó có một cánh hư hại nghiêm trọng nhất, hai người lập tức tháo ra, giao cho công nhân phía dưới xử lý, còn bọn họ xử lý cánh quạt hư hại nhẹ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khí áp trong khoang cũng bắt đầu tăng lên. Vẫn chưa đến 5 phút, van đã đỏ phừng phực, tốc độ đốt cháy của nó nhanh hơn dự tính rất nhiều. Chừng 3 phút sau, van khí áp sẽ nổ tung, nhưng cánh quạt hư nặng nhất vẫn đang được sửa chữa, thời gian không thể kịp được. Juliet vô cùng căng thẳng dặn dò Cooper cứ sửa tiếp đi, còn cô đi xuống. Cô buộc phải nghĩ cách kéo dài thời gian, mở nắp van khoang khí áp. Juliet không hề do dự nhảy xuống dưới, ngẩng đầu nhìn van đỏ rừng rực. Cô giơ ống nước phun lên trên. Cách này quả nhiên có hiệu quả, áp lực giảm xuống không ít, nhưng không gian trong khoang có hạn, lượng nước ngày càng dâng lên, còn khí áp cũng tăng giảm liên tục. Tốc độ của công nhân phải nhanh hết mức, cuối cùng sửa xong cánh quạt cuối cùng. Cooper ở bên cạnh trục quay cũng vô cùng căng thẳng, cho dù lấy được cánh quạt, cậu cũng phải lắp lên trục quay mới được. Còn lượng nước trong khoang đã dâng đến vai Juliet, nhưng cô vẫn cắn chặt răng phun nước. Knox căng thẳng nhìn khí áp đã đến mức cao nhất, nhiều đường ống thông khí bắt đầu bốc nổ. Khi Juliet chìm trong nước, Cooper cũng lắp xong cánh quạt cuối cùng, nhanh chân trèo xuống dưới. Khi đồng nghiệp bên ngoài khoang rút ống nước, Juliet sắp tắt thở được kéo ra ngoài. Vào khoảnh khắc đóng nắp lại, Knox lập tức mở van, áp lực trong khoang giảm đáng kể, còn trục quay sửa xong cũng chậm vận hành. Khi tốc độ trở lại bình thường, không còn rung lắc giống trước kia nữa, mọi người vỡ òa mừng rỡ. Bọn họ cuối cùng đã sửa máy phát điện thành công, nhưng ánh đèn sáng như ban ngày lần nữa thắp lên, toàn bộ cư dân không kìm được niềm vui. Đến ngày hôm sau, Juliet lưu luyến tạm biệt đồng nghiệp, cô sẽ lên tầng trên đảm nhiệm chức vụ cảnh sát trưởng. Trước khi đi, Juliet nhìn huy hiệu Houston để lại cho mình, phía sau khắc hai chữ sự thật, làm cô nhớ tới lời hứa Houston từng nói, nếu anh tìm được sự thật thì sẽ gửi thư cho cô. Dường như Houston trước khi chết đã phát hiện gì đó. Đây cũng là lý do Juliet thay đổi ý định trở thành cảnh sát trưởng. Nhìn lên trên không thấy điểm cuối, Juliet kiên quyết bước lên trên. Còn thị trưởng Ruth vừa ký xong giấy nhậm chức cảnh sát trưởng cho Juliet, bà tự dưng thấy hoa mắt chóng mặt rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi Sam thấy có chuyện bất thường liền đạp cửa xông vào, thị trưởng Ruth đã chết dưới đất một cách kỳ lạ. Juliet lên tầng trên chuẩn bị đảm nhiệm chức vụ cảnh sát trưởng, nhưng vừa đi vào văn phòng đã nhìn thấy xác thị trưởng nằm dưới đất. Sam phẫn nộ gọi người phụ trách của bộ phận IT, Holland, yêu cầu đối phương cung cấp danh sách tội phạm từng có tiền án của 50 tầng ở giữa. Ông dự đoán hôm qua có người bỏ độc vào bình nước của thị trưởng. Sim vội nói rằng sẽ nhanh chóng cung cấp. Cho đến lúc này mọi người mới chú ý đến Juliet, Holland vội đi lên chào hỏi. Theo tiền lệ thì ông ta sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí thị trưởng, còn chức vụ cảnh sát trưởng của Juliet buộc phải được ông ta cho phép thì chức vụ mới có hiệu lực. Juliet nhìn Sam vô cùng đau thương ngồi dưới đất, sau đó đi về phía văn phòng của cảnh sát trưởng. Giữa đường đi ngang qua nhà hàng có màn hình lớn, xem ra Houston không hề nói dối. Kể từ sau cái chết của vợ, anh mỗi ngày đều đợi đến lúc màn hình tắt mới đi về. Làm như vậy sẽ không thấy xác Allison nằm ngoài kia. Trợ lý có vẻ khinh thường cảnh sát trưởng đến từ tầng đáy. Juliet lại không bận tâm. Mục đích cô đảm nhiệm cảnh sát trưởng chính là tìm chân tướng về cái chết của George mà thôi. Khi trợ lý đáng ghét ra ngoài, Juliet bắt đầu lục tìm khắp nơi. Cô tin Houston nhất định để lại manh mối. Phía sau là một văn phòng rộng hơn, hành lang bên cạnh nối với cánh cổng sắt ra thế giới bên ngoài, còn đầu bên kia là nhà giam. Tìm một vòng cũng không có phát hiện gì, Juliet đến nơi ở dành riêng cho cảnh sát trưởng, không ngờ ở đây còn có quạt điều chỉnh nhiệt độ, nhưng cô lại thấy không vui chút nào. Cô trầm tư nhìn tấm thiệp trên bàn, bên trên ghi rằng xin hãy đưa toàn bộ đồ không cần thiết đến bộ quản lý thu hồi. Đây là điều lệ có từ rất lâu trong silo. Để đề phòng lãng phí vật tư, di vật của người chết đều được bộ phận thu hồi xử lý, làm Juliet nhớ tới chuyện của 10 năm trước. Lúc đó cô vẫn còn sống trong gia đình 4 người hạnh phúc, nhưng không lâu sau em trai và mẹ đều qua đời. Juliet mới 13 tuổi xin bố sửa lại cái ghế em trai từng dùng, nhưng đối phương bận bịu cả ngày, đến thời gian nấu cơm cho con gái cũng không có, chứ đừng nói đến sửa ghế. Juliet vô cùng thất vọng, chỉ đành kéo một xe đồ đến bộ phận thu hồi, có chút do dự nhét con gấu bông cho em trai thích nhất vào áo, sau đó giao nộp những đồ còn lại. Trong lúc nấu cơm, Juliet bắt đầu sửa lại cái ghế bị hư. Khi bố cô về nhà nghe thấy tiếng báo động của bếp lò, ông tức giận quát mắng con gái, cái ghế này không thể sửa được nữa, ai ngờ Juliet đã sửa xong. Cô thấy cuộc sống của mình không nên như vậy, bố Juliet mới nhận ra mình lỡ lời, anh ấy nói em trai và mẹ không còn nữa, ông cũng không thể bù đắp. Juliet đang nằm trên giường thì bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, thì ra Holland đã nhậm chức thị trưởng lâm thời. Ông ta đến tuyên bố Juliet chính thức trở thành cảnh sát trưởng. Cô không kìm được niềm vui, Holland mấy ngày trước còn vụ án Juliet trộm mấy cuộn băng dính, nhưng ông ta lại không hề bận tâm, nói rằng mình không hy vọng Juliet đảm nhiệm chức cảnh sát trưởng. Chỉ là gần đây silo xảy ra rất nhiều chuyện, ông ta chỉ muốn yên bình trải qua khoảng thời gian này. Juliet mặc đồng phục cuối cùng trở thành cảnh sát trưởng chính thức. Việc đầu tiên cô làm là mở tủ tài liệu xem có hồ sơ liên quan đến George không. Lúc này trợ lý đột nhiên xông vào, nói trên bàn có tệp tài liệu của Houston để lại.
Juliet lập tức kiểm tra đến bộ đàm vang lên cũng không để ý, cho đến khi một tờ giấy nhắn làm cô chú ý tới, bên trên ghi rằng hãy cầm chặt hoa trước gương. Lúc này trợ lý lại đi vào trách móc Juliet không nghe bộ đàm, không ngờ Sam đang đánh người ở tầng trung. Juliet vội chạy tới can ngăn, cho đến khi đưa người đến nhà hàng cô mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Thì ra Sam nóng vội muốn tìm hung thủ sát hại thị trưởng, ông đành phải áp dụng cách cực đoan. Đối tượng Sam đánh lúc nãy đã dùng rượu giả hại nhiều người trúng độc. Juliet lắc lắc đầu, đây không thể chứng minh là anh ta hại chết thị trưởng. Sam vô cùng phẫn uất, đến nay chỉ có mình ông quan tâm tới cái chết của thị trưởng. Juliet hiểu được tâm trạng của Sam, cũng chỉ có một mình cô quan tâm tới cái chết của George. Thế là Juliet nói ra chuyện giữa mình với Houston, thế là Sam đồng ý hợp tác. Juliet giúp Sam điều tra cái chết của thị trưởng, còn Sam giúp cô điều tra cái chết của George. Sam lập tức nhớ tới bà lão thần kinh đó, đối phương có khi biết được chuyện gì đó nhưng khiến họ bất ngờ là bà lão này đã bị chính quyền ép đi ra ngoài. Sam không những không có manh mối mà còn bị người nhà bà lão tức giận đập cho một trận. Juliet cũng chẳng còn khách nào khác, cô trực tiếp hỏi ông có từng thấy Houston cầm một cái ổ cứng không? Sam lắc đầu, toàn bộ đồ đạc của Houston đều được đưa đến bộ phận thu hồi. Nhìn bức chân dung của thị trưởng quá cố, Juliet đoán Sam có quan hệ không bình thường với bà. Cô nói sẽ mau chóng tìm ra hung thủ đã sát hại thị trưởng. Sau đó Juliet đến trạm thu hồi ở tầng trung muốn nhờ người phụ trách tìm di vật của Houston. Juliet vô cùng quen thuộc nơi này, nhớ lại 10 năm trước Juliet chán ghét căn nhà lạnh lẽo, nhưng lúc bố đi làm cô đã xuống tầng đáy. Cô tìm tới thợ sửa chữa nổi tiếng nhất lúc đó, lấy thư giới thiệu của bố, nói muốn ở đây học kiến thức sửa chữa máy móc. Martha không đánh giá cao cô bé gái đến từ tầng trung này, trực tiếp đưa cô đến làm việc ở bãi rác trạm thu hồi. Nơi này ngày nào cũng nhận lượng lớn di vật của người chết, việc của Juliet chính là phân loại đồ vẫn còn dùng được đem đi sửa. Ai ngờ ngày hôm sau bố Juliet tìm đến đây thì ra Martha nhận ra thư giới thiệu của cô là giả, cho nên trực tiếp thông báo người nhà. Nhưng Juliet lúc này lại trưởng thành hơn tuổi, mặc dù làm việc dưới tầng đáy rất vất vả nhưng cuộc sống bận rộn có thể khiến cô quên đi nỗi nhớ mẹ và em trai. Martha rất hài lòng với câu trả lời của Juliet, lập tức quyết định nhận cô làm học trò. Còn người bố chỉ biết cắm đầu vào công việc, chỉ đành nhìn con gái rời đi mà thở dài. Mặc dù Juliet rất quen thuộc nơi này nhưng đồng nghiệp lúc trước nói với cô chưa từng thấy ổ cứng hay ghi chép của Houston để lại. Juliet tin đối phương không hề nói dối, cô nghĩ ổ cứng có lẽ bị giấu đi rồi. Cô định quay về chỗ ở tìm kỹ lại, lúc đi qua nhà hàng một người đàn ông chủ động đi tới chào hỏi cô. Juliet nhắc anh ta giờ giới nghiêm đến rồi, mau quay về đi. Sam lúc này đón một vị khách đặc biệt là chấp hành viên Sim của Bộ Tư pháp. Đối phương chuyển lời của thẩm phán Meadows, hy vọng Juliet tự động từ chức, Bộ Tư pháp sẽ phái người mới đến tiếp quản công việc. Với lại thị trưởng lâm thời Holland đã phê duyệt, đến nay chỉ cần Sam ký tên là được. Ai ngờ Sam vô cùng kiên quyết, đây là ý của thị trưởng quá cố và Houston, ông không thể thay đổi, huống chi Juliet đến từ tầng đáy, vô duyên vô cớ giáng chức cô rất có khả năng khiến công nhân bất mãn dẫn tới bạo loạn. Sim chỉ gật đầu không nói gì, nhiệt tình cụng chai bia với Sam. Sau khi đối phương rời đi, Sam chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Silo này thật ra luôn bị Bộ Tư pháp khống chế, thị trưởng cảnh sát trưởng đều là món đồ chơi trong tay họ mà thôi. Sam nhớ tới quá khứ ngọt ngào với thị trưởng, ông nảy sinh ý định nhảy xuống dưới. Bộ đàm bỗng có tiếng truyền đến, thì ra là Martha dưới tầng đáy gọi cho Juliet, nói mình có phát hiện mới. Trước kia Juliet tìm được một cái máy ảnh trong mỏ khoáng bỏ hoang, sau đó đưa cho Martha nghiên cứu. Mặc dù không ai biết thứ này là gì nhưng Martha đã tìm ra cách sử dụng. Juliet đang thay quần áo để đến chỗ Martha thì tình cờ nhìn thấy hoa tươi trước gương. Cô lập tức nhớ tới tờ giấy Houston để lại, cầm chặt hoa trước gương, còn bó hoa này ở vị trí đối diện ống thông gió điều hòa. Cô nhìn vào đó phát hiện bên trong có một sợi dây. Juliet tò mò mở ống thông gió, đầu sợi dây buộc một gói vải giống hệt cách giấu đồ của George. Juliet mở gói vải chính là thông tin liên quan đến George. Juliet chắc chắn đây là đồ Houston đặc biệt để lại cho cô, bên trong nhất định có sự thật về cái chết của George. Cùng lúc này Sam vừa về tới nhà bỗng bị một người đẩy ngã, khi ông đứng lên chạy đến tủ lấy súng thì không ngờ bị đối phương chĩa súng vào người. Juliet lần theo manh mối tìm được gói vải Houston để lại, nhưng bên trong chỉ có một tệp hồ sơ liên quan tới George. Thông tin điều tra bên trong ghi chép vô cùng lạ thường, ví dụ nguồn gốc của đồng hồ cổ v.v. Juliet không phát hiện ra điều gì cả. Vào lúc này cấp dưới đến báo tin Sam bị sát hại rồi, Juliet lập tức đến hiện trường, chấp hành viên Sim của Bộ Tư pháp đã có mặt ở đó, đồng thời còn đưa theo phó cảnh sát trưởng mới đến, Paul. Juliet lộ ra vẻ khinh miệt, Sam mới chết, Bộ Tư pháp đã nóng lòng vậy sao? Sim cũng không ưa Juliet, nói thẳng ra Paul ban đầu là người thay thế vị trí của cô, chỉ là bị Sam ngăn cản. Holland cắt lời hai người, gọi bọn họ vào văn phòng bàn bạc. Juliet cố tình đi phía sau quan sát cẩn thận hiện trường, phát hiện bức tranh chân dung của Ruth treo trên tường biến mất rồi. Cô còn tìm được danh sách kẻ tình nghi trên người Sam. Đây là danh sách tội phạm từng có tiền án Sam có được trong quá trình điều tra cái chết của thị trưởng Ruth. Khi mọi người có mặt trong văn phòng của Holland, Sim nói rằng chúng ta buộc phải giảm tối thiểu sự ảnh hưởng của chuyện này, dù gì gần đây có nhiều người chết liên tiếp. Holland đề xuất chôn chung Sam với Ruth, tác thành cho mối tình tuổi xế chiều của họ, đồng thời tổ chức một cuộc thi chạy đến tầng đỉnh để phân tán sự tập trung của mọi người.
Khôn thuộc lào lào quy định trong silo, lên tiếng nhắc nhở bọn họ không phải vợ chồng, chôn cùng là bất hợp pháp. Hầu Lấn lại thấy chẳng sao cả, bọn họ đến chừng này tuổi rồi, à còn bận tâm chứ. Juliet ở bên cạnh cố nhịn cười, chẳng lẽ không nên điều tra nguyên nhân cái chết của Sam trước sao? Hầu Lấn dường như nhận ra sự bất mãn của Juliet, đợi Sim rời đi, ông ta nghiêm túc nói với Juliet. Có lúc sự ổn định của người dân quan trọng hơn sự thật, mỗi một quy định của silo đều ám chỉ cảnh sát trưởng nên đứng về phe bộ tư pháp. Buổi chiều hôm đó, Holland cùng một vài người thuộc cấp quản lý và một bộ phận cư dân đến khu vườn ở trung tâm silo. Bọn họ tổ chức nghi lễ chôn chung Ruth và Sam. Cư dân vô cùng tiếc thương, ít ra trong mắt họ hai người chết đã dốc sức phục vụ người dân. Lúc nghi thức sắp kết thúc, Holland lên tiếng tuyên bố lúc bọn họ còn sống dùng tinh thần phục vụ silo, sau khi chết sẽ dùng cơ thể phục vụ, sau đó ném quả táo cắn dở xuống dưới. Cư dân lần lượt làm theo, chắc không cần bao lâu nữa cơ thể của họ sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho đất. Juliet vừa quay về văn phòng thì gặp một người quen, chính là chị An Viên Hành ở tầm trung. Anh đem đến lời chúc mừng của bạn bè dưới tầng đáy và một hộp bỏng hô. Chỉ là bị Hành ăn vụng, chỉ còn lại một viên. Hành động này cũng làm Juliet tạm thời quên đi phiền muộn. Chỉ là cô vừa ngồi xuống, trợ lý lạnh mặt đi tới, trách móc Juliet đừng quá quan tâm tới vụ án mạng của bạn trai mình. Cô là cảnh sát trưởng, không thể để phó cảnh sát trưởng chết oan ức như vậy. Sau đó trợ lý thì thầm, một khi ngâm vụ án quá lâu, bộ tư pháp nhất định sẽ tìm kẻ chịu tội thay để kết thúc vụ án. Bọn họ chỉ quan tâm sự ổn định chứ không hề quan tâm chân tướng. Juliet thấy rất có lý, lập tức ra ngoài đi điều tra. Trợ lý gợi ý đưa theo Paul, dù gì anh hiểu rõ quy định của silo. Hai người nhanh chóng xuống tầng trung. Đối tượng điều tra đầu tiên chính là ông lão có tiền án trong danh sách. Juliet nhìn bàn tay run rẩy của đối phương, lập tức loại trừ khỏi danh sách tình nghi. Lão già này đến giết gà còn không chết, chứ đừng nói giết người. Juliet cho Paul quay về trước rồi lấy danh sách kẻ tình nghi, trong đó có đánh dấu Kennedy có tình nghi lớn nhất. Đến cả Sim cũng biết đối phương từng đấm Sam, thủ án của hai người không hề nhỏ. Juliet quyết định đi điều tra người này, nhưng cửa nhà Kennedy khóa chặt, gọi nửa ngày cũng không ai đáp lại. Juliet sử dụng kỹ năng của thợ sửa chữa máy móc dễ dàng mở được cửa, bên trong quả nhiên không có ai. Cô tìm kỹ một vòng, tìm được một lọ thuốc chuột ở trong tủ quần áo và tranh chân dung của Ruth. Đây chính là bức ảnh vốn được treo ở nhà Sam. Juliet ngay lập tức đặt đồ về chỗ cũ. Nếu đúng như suy đoán, Kennedy chính là hung thủ đã hại chết Ruth và Sam. Cô vừa đi ra ngoài thì có hàng xóm nói Kennedy đã chuyển nhà vào nửa năm trước rồi. Cô lập tức hiểu ra chuyện gì đó. Sau một hồi nghe ngóng cũng tìm được Kennedy đang làm việc, cô vội vàng kéo anh ta đến một nơi vắng người. Juliet vừa quay về văn phòng vẫn chưa ngồi nóng đít. Paul vội vàng đi vào báo cáo. Anh vừa đến bộ tư pháp một chuyến, đối phương cũng đang âm thầm điều tra vụ án của Sam, đồng thời khoanh vùng kẻ tình nghi, chính là Kennedy từng có thủ án với Sam. Juliet cố nhịn cười, không ngờ bộ tư pháp lại tìm được người gánh tội thay nhanh như vậy, lập tức đứng dậy nói đi bắt Kennedy và dặn dò Paul ở lại làm đơn xin bắt người. Trợ lý vội chạy ra nhắc nhở, cẩn thận đây là cái bẫy của bộ tư pháp. Juliet nói mình sớm đoán được rồi. Khi cô đến chỗ ở ban đầu của Kennedy, đúng lúc gặp người của bộ tư pháp đang gõ cửa điên cuồng. Juliet hí hửng nói Kennedy đã chuyển đi nơi khác vào nửa năm trước rồi. Kho dữ liệu của bộ IT vẫn chưa kịp cập nhật. Kết quả bộ tư pháp các người chọn nhầm người đổ oan rồi. Người đàn ông thấy chuyện bại lộ liền co giò bỏ chạy, Juliet lập tức đuổi theo. Trùng hợp là lúc này đang tổ chức cuộc thi chạy bộ dọc hành lang tấp nập cư dân. Hai người len lỏi trong đám người chạy xuống cầu thang thì gặp phải tuyển thủ chạy bộ, Juliet né trái tránh phải. Nào ngờ người đàn ông đột nhiên quay lại đẩy cô qua lan can, Juliet ra sức bám lên lan can, thấy đối phương muốn giết cô đến cùng, cô chỉ đành dốc hết sức bẻ gãy ngón tay của đối phương. Người khác nhanh chóng chú ý đến cuộc ẩu đả của hai người. Và lúc Juliet sắp kiệt sức, cô đã được người khác cứu lên. Trải qua chuyện này, Juliet xác định cái chết của Sam và Ruth không liên quan tới Kennedy. Hung thủ chính là tên đàn ông tự xưng là người của bộ tư pháp đó. Cô lại không ngờ tên hung thủ đó lúc này đang lặng lẽ đến hành lang bộ tư pháp. Đang định gõ cửa đi vào thì Sim bước ra. Thì ra thân phận thật của hung thủ chính là học trò của Sim, không đảm nhiệm chức vụ gì tại bộ tư pháp. Sim nói với hắn không phải ai cũng vào được cánh cửa đó. Mặc dù cậu giết Jock, thị trưởng với Sam đều gặp rắc rối, nhưng tôi vẫn quyết định nhận cậu làm học trò. Lúc đó cậu sẽ được đi vào cánh cửa đó, trở thành người phục vụ hàng chục nghìn người trong silo. Hung thủ phấn khích gật đầu, nhưng nào ngờ Sim lại đẩy hắn rơi khỏi lan can. Thủ đoạn giết người của Sim đã che giấu sự thật về hai vụ án giết người. Juliet chỉ đành đổ toàn bộ trách nhiệm lên người tên hung thủ rơi lầu chết. Còn về động cơ giết người là gì, thẩm phán Meadow không bận tâm, chỉ muốn vụ án mau chóng lắng xuống, có cái giải thích cho cư dân. Thấy Juliet tìm được manh mối của hai vụ án mạng, trợ lý cũng thay đổi suy nghĩ về cô. Trợ lý làm việc ở đồn cảnh sát nhiều năm nhắc nhở Juliet rằng chúng ta luôn bị giám sát. Không biết là ai, cũng không biết bằng cách nào, Juliet gật gật đầu, nói mình biết rồi. Sau đó cô được gọi đến văn phòng Holland, ông ta vô cùng tán dương năng lực phá án của Juliet và hứa rằng chỉ cần mình còn sống ngày nào sẽ dốc sức ủng hộ cô ngồi vững vị trí cảnh sát trưởng này. Juliet không tin lời bao hoa của ông ta, cô xin nghỉ phép 2 ngày, cô muốn xuống tầng đáy gặp bạn bè. Lúc đi ngang qua nhà hàng, cô gặp lại người đàn ông kỳ lạ đó.
Lần này cô chủ động đi tới hỏi thăm anh ngày nào cũng ngồi ở đây làm gì. Người đàn ông này cũng là một thiên tài. Anh không những phát hiện bầu trời bên ngoài silo có ánh sáng nhấp nháy, với lại còn di chuyển theo quỹ đạo cố định vào mỗi tháng. Cho đến lúc này Juliet mới nhận ra bầu trời đêm đầy ánh sáng. Trước kia màn hình ở tầng đáy không mờ nhòe thì cũng chỉ toàn là vào ban ngày. Thế là Juliet lập tức đi xuống dưới nói chuyện về ánh sáng cho Martha. Martha không cảm thấy quá bất ngờ. Bà từng gặp nhiều chuyện bất ngờ hơn, giống như món đồ cũ bà đang nghiên cứu này là máy ảnh có độ nét cao. Juliet vội kiểm tra hình ảnh bên trong nhưng chữ quá nhỏ, đến dùng kính lúp cũng không nhìn rõ. Martha nói rằng mẹ Juliet từng nghĩ ra cách gộp hai ống kính làm thành kính phóng đại, có thể phóng to vật thể rất nhiều lần, đáng tiếc bị bộ tư pháp tiêu hủy rồi. Martha từng nghiên cứu quy định của silo, bà phát hiện có hai điều khiến bà không hiểu nổi. Đầu tiên là cấm thiết bị máy móc lên xuống, cũng chính là cấm thang máy và cầu trượt. Thứ hai chính là kính phóng đại, việc này khiến bà không thể nhìn rõ mạch điện siêu nhỏ. Martha quả thật có đầu óc sáng suốt, bà cũng nghe nói chuyện thị trường của Ruth với Sam bị giết hại. Dặn dò Juliet phải cẩn thận, cô gật gật đầu, nói đây là nguyên nhân cô đi xuống gặp bà. Cô phải tìm một vài mồi nhử để kẻ đứng sau lộ diện. Sau đó Juliet đi vào mỏ khoáng dưới lòng đất. Sau khi bật đèn, cảnh tượng xung quanh vẫn như vậy, chỉ là bên cạnh cô không còn đồng đội cùng chỉ hướng nữa. Juliet lặng lẽ mở hộp sắt đựng đầy đồ cũ. Bất kỳ thứ gì trong số này đều có thể khiến người sở hữu chịu hình phạt nặng nhất. Tối hôm đó, Juliet dẫn theo Paul với lý do tìm động cơ giết người dùng vũ lực phá cửa nơi ở của tên hung thủ Douglas. Sau một hồi lục soát, phó cảnh sát bỗng tìm thấy một con vịt đồ chơi trên kệ. Anh vừa nhìn đã nhận ra đây là di vật của lịch sử. Juliet tỏ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trong lòng cô rất vui, đây chính là điều cô mong muốn. Di vật của lịch sử này là của George, nó được cô để ngang nhiên trước mặt mọi người. Nhớ lại cuộc trò chuyện với George vào một năm trước, khi đó Juliet đã hỏi tại sao anh lại thích sưu tầm những món di vật của lịch sử, nhìn có vẻ như vô dụng này. Thứ này rất có thể sẽ khiến anh mất mạng. Nhưng George vô cùng nghiêm túc phản bác lại, những thứ này nhìn có vẻ như không tạo thành bất kỳ mối đe dọa nào, tại sao nó lại khiến người ta mất mạng chứ? Juliet rất muốn tìm kiếm câu trả lời, có lẽ đây là nguyên nhân thật sự khiến George bị giết. Vậy nên cô dùng quyền hạn của cảnh sát trưởng để tìm kiếm công dụng của vịt đồ chơi trong kho lưu trữ tài liệu. Đáng tiếc hệ thống hiển thị không tìm thấy vật này. Hôn lập tức chạy đến nhắc nhở cô nên ra món đồ này cho bộ tư pháp, nếu giữ tàn tích phi pháp hơn 12 tiếng đồng hồ sẽ bị xử phạt. Juliet lập tức phản bác cảnh sát trưởng có quyền điều tra tàn tích. Paul không thể không lên tiếng nhắc nhở tiền đề của việc điều tra là phải có sự chấp thuận của bộ tư pháp. Một người không biết gì về tư pháp đối đầu với sinh viên xuất sắc chỉ có nước thua thảm hại. Hai người chỉ đánh đến bộ tư pháp nói rõ mọi chuyện với thẩm phán. Juliet giải thích rằng tàn tích này có khả năng liên quan đến động cơ giết người của Douglas, nhưng chấp hành viên Sim vừa nhìn đã chắc chắn rằng con vịt đồ chơi này không phải của Douglas. Bộ tư pháp có kho số liệu đầy đủ hơn có thể điều tra được nguồn gốc của nó. Juliet không tiếp tục nói về vấn đề này nữa mà đưa ra nguyên nhân thật sự khiến cô đến đây. Có vẻ như khu dân cư của Silo có nhiều tàn tích phi pháp hơn. Cô muốn đi điều tra một phen để bổ sung thêm danh sách tàn tích trong kho số liệu. Thẩm phán không phản đối, Sim bổ sung thêm tốt nhất là dẫn theo Paul cùng cô hoàn thành nhiệm vụ này. Juliet biết đây là tai mắt được bộ tư pháp phải đến giám sát cô. Cô đang chuẩn bị đuổi Paul đi chỗ khác thì Paul lên tiếng nhắc nhở. Cho dù tôi không ở bên cạnh cô thì bộ tư pháp cũng sẽ sắp xếp người khác âm thầm giám sát cô. Không còn cách nào khác, Juliet chỉ đành đưa Paul cùng đi điều tra. Đầu tiên bọn họ đến nhà của người công nhân Kennedy. Juliet rất am hiểu về tình hình của những người trong tầng lớp trung hạ lưu. Biết đối phương từng buôn lậu tàn tích, cô lập tức đưa cho anh ta xem chiếc đồng hồ George tặng cho cô, hỏi cái này được lấy từ đâu. Nếu anh ta không chịu nói, cô sẽ bắt anh ta vì tội buôn lậu di vật. Kennedy không còn cách nào khác, chỉ đành nói ra tên của một người, đồng thời yêu cầu Juliet đảm bảo sau này không đến quấy rầy anh ta nữa. Juliet lấy được manh mối mà mình muốn liền dắt theo Paul chậm chậm đi xuống dưới lầu. Hóa ra cô chỉ lấy cớ điều tra tàn tích để điều tra lai lịch của chiếc đồng hồ mình đang đeo. Đột nhiên Juliet nhớ lại cảnh tượng George tặng đồng hồ cho mình, lúc đó hai người yêu nhau say đắm. George lấy ra chiếc đồng hồ mình trân quý cất giữ bao năm qua. Anh nói chiếc đồng hồ này được anh mua qua kênh chính thống đã có hồ sơ ở bộ tư pháp. Đáng tiếc kim đồng hồ bị hư hỏng nặng không thể nào di chuyển được. Juliet là một nhân viên cơ khí tỏ vẻ chuyện này quá đơn giản, chỉ vỏn vẹn 3 ngày cô đã sửa xong chiếc đồng hồ. George thấy vậy vui mừng như một đứa trẻ, anh còn nói sau này còn có rất nhiều đồ cần phải sửa. Bất giác Juliet đã đến nơi ở của tên buôn lậu đồng hồ do Kennedy cung cấp. Đúng lúc chủ nhân căn nhà đang ở nhà, cô ta tên là Jackson, cô vừa nhìn đã nhận ra chiếc đồng hồ trên tay của Juliet là của George. Chỉ có điều những lời tiếp theo cô chuẩn bị nói khiến Juliet bất ngờ đứng chôn chân tại chỗ mãi vẫn không biết phải nói gì. Đối phương tự nhận là người yêu cũ của George, hơn nữa còn một mực cho rằng George chính là tên đàn ông đều cáng. Anh ta tiếp cận Jackson với mục đích rửa sạch tất cả những tàn tích bất hợp pháp giống như chiếc đồng hồ này. George chuyển nó qua cho Jackson, như vậy ở trong bộ tư pháp nó sẽ có nguồn gốc hợp pháp. Juliet còn muốn phản bác vài câu nhưng Jackson lập tức cắt lời cô. Sau này George dọn xuống khu cơ khí ở tầng dưới chắc chắn là muốn tìm một cô bạn gái học cơ khí giúp anh ta sửa một số tàn tích của lịch sử. Juliet không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Lẽ nào George tiếp cận cô chỉ vì cô là kỹ sư cơ khí sao?
Cùng lúc đó, SIM trong kho tài liệu của Bộ Tư pháp nhập vào đặc trưng bên ngoài của con vịt đồ chơi. Rất nhanh anh đã tìm kiếm được thông tin của một bộ hồ sơ. Quả nhiên tài liệu ở đây đầy đủ và đa dạng hơn nhiều. Trong hồ sơ ghi chép lại đây là một tàn tích lịch sử phi pháp mà chủ nhân cuối cùng của nó chính là George, bạn trai của Juliet. Bên này Juliet mới trở về đồn cảnh sát chưa được bao lâu, SIM liền đưa thị trưởng tạm thời đến. Sau khi SIM cho giải tán tất cả những nhân viên không liên quan trực tiếp thể hiện thái độ món đồ chơi con vịt đó là của George, bạn thân của Juliet, anh có lý do để nghi ngờ Juliet đang đổ oan hãm hại Douglas. Juliet lập tức phản bác tàn tích đó do Paul phát hiện ra, thị trưởng tạm thời lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Vào ngày George mất, bộ tư pháp đã cho người đến lục soát nhà của George, có phải hung thủ Douglas là một trong số những nhân viên lục soát hay không. Nghe xong rõ ràng SIM có chút hốt hoảng, bảo rằng danh sách nhân viên lục soát của bộ tư pháp được giữ bí mật tuyệt đối. Bất giác khi thấy hùng hồn của SIM có chút hỏa hoãn, thị trưởng nhân cơ hội đứng dậy nói người dân bây giờ đang cho rằng Sam và Ruth chết do biến chứng ở tim sau khi đi một vòng silo, trước mắt đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Để duy trì sự ổn định trong silo, ông đề nghị phía cảnh sát và bộ tư pháp chính thức chấm dứt vụ án này. SIM không phản đối, anh nhìn Juliet một cái sau đó rời đi. Rõ ràng thị trưởng mới đang thiên vị Juliet. Chỉ có điều Paul có chút khó chịu, anh biết George và Juliet là người yêu của nhau. Trong lòng anh đã chắc chắn rằng con vịt đó là Juliet đổ oan cho Douglas. Anh oán trách Juliet không nên kéo anh xuống nước. Juliet hết lần này đến lần khác bị áp bức, cuối cùng cô không kìm nén nổi lửa giận trong lòng nữa. Cô nói cô nhìn thấy tay Paul thường xuyên run rẩy. Theo quy định của silo, những người mắc bệnh này không được phép đảm nhiệm chức vụ phó cục cảnh sát. Hai chúng ta đều có bí mật không thể nói cho người ngoài biết, vậy nên sau này anh bớt đem công ước và đạo đức ra để nói chuyện. Chỉ vài câu nói khiến Paul không sao đáp trả. Thực tế bây giờ anh rất cần công việc này, nếu không vợ và đứa con mới 1 tuổi của anh chỉ có thể sống chen chúc trong một căn chung cư với những người ở tầng lớp thấp kém. Mà Juliet sau khi chút giận xong cũng dần bình tĩnh trở lại. Cô nhớ lại từng kỷ niệm nhỏ nhất khi ở bên cạnh George, điều mà đối phương nói nhiều nhất là khao khát của anh với thế giới ở bên ngoài silo. Điều này khiến Juliet cho rằng có lẽ George tiếp cận cô là có mục đích khác. Vậy nên như một thói quen, cô gọi điện cho Martha nói cho bà biết suy nghĩ muốn trở về tầng đáy của cô. Người bạn trai giả tạo ấy không đáng để cô lãng phí quá nhiều thời gian và công sức. Martha vừa nghe đã biết được những thắc mắc trong lòng Juliet liền lên tiếng hỏi cô. Cô lên tầng trên rốt cuộc là vì bạn trai hay vì tìm kiếm sự thật? Trước kia mẹ của cô đã ngã xuống trên đường tìm kiếm sự thật nhưng bà chưa từng hối hận bởi vì bà phải mở ra một cánh cửa cho thế hệ sau. Những lời này khiến Juliet hiểu ra có lẽ nguyên nhân cái chết của bạn trai không hề quan trọng. Điều quan trọng hơn là sự thật về silo mà cô đang tìm kiếm. Thế là một lần nữa Juliet gõ cửa nhà Jackson. Vừa mở cửa ra, cô đã hỏi Jackson có phải Jackson đã báo cáo với bộ tư pháp chuyện George tự ý tàng trữ tàn tích không. Jackson đột nhiên tỏ vẻ như bị sét đánh. Sau đó Jackson mở quạt điện lên dùng tiếng quạt làm át tiếng của chính mình. Jackson nói tối hôm đó có người đột nhập vào phòng ngủ của cô, đối phương biết toàn bộ thông tin về bạn bè và người thân của Jackson, đồng thời nắm được điểm yếu của cô. Không còn cách nào khác, Jackson chỉ đành giao ra danh sách những người dân từng mua bán tàn tích. Vốn dĩ tội của George chưa đến mức phải chết nhưng do anh từ chối giao ra ổ cứng nên mới bị bộ tư pháp giết hại. Trái tim Juliet như thắt lại, rốt cuộc trong ổ cứng đó có chứa thứ gì? Jackson không trả lời, chỉ nói thứ nằm trong ổ cứng vô cùng quan trọng, George cũng phải trả một cái giá rất lớn mới có thể lấy nó từ chỗ cô. Sau đó Jackson lấy ra một cái túi da từ trong khe tường, đây là cái giá mà George phải trả, là món đồ gia truyền mà mẹ anh để lại. Thời gian lưu truyền của món đồ này có lẽ còn lâu đời hơn cả silo. Juliet trịnh trọng đón lấy cái túi, giữ một tàn tích có lịch sử lâu đời như thế này cho dù cô có 10 cái đầu cũng không đủ để chặt. Sau khi về đến chỗ ở, việc đầu tiên mà cô làm là mở cái túi ra, bên trong là một cuốn sách du lịch của trẻ con. Trang đầu tiên viết tên bà ngoại của George, nhưng khi nhìn thấy nội dung đằng sau cô ngạc nhiên đến mức cả người run rẩy. Trong sách đều là hình ảnh những đứa trẻ chơi đùa ở nơi có sông, có núi, cộng thêm hình ảnh những loài động vật mà cô chưa từng được thấy. Những điều này khiến Juliet bị sốc toàn tập, nhưng cô không biết rằng nhất cử nhất động của cô đang được hiển thị trên màn hình của một phòng giám sát nào đó. Hóa ra tất cả những người dân ở silo đều bị bí mật giám sát. Bọn họ hỏi SIM của bộ tư pháp đến hỏi có cần đi bắt người không, SIM nghĩ một lúc quyết định đợi đã. Anh muốn lần theo manh mối để bắt thêm nhiều người lưu trữ và lan truyền hình ảnh bị cấm. Mà Juliet nhớ tên của người ghi trong tập tranh rồi chạy đến phòng làm việc để tra cứu. Tài liệu hiển thị đối phương còn sống và đang được điều trị trong bệnh viện. Cô vừa đứng dậy định đi gặp người đó, thì Paul lên tiếng nhắc nhở thị trưởng muốn gặp cô. Juliet giả vờ như không nghe thấy, cô cần phải làm việc của mình trước. Chớp mắt cô đã đi đến bệnh viện của tầng trung, nào ngờ lễ tân rất cứng rắn, nói bất kỳ ai cũng không được phép thăm nom bệnh nhân. Juliet chỉ đành lấy huy chương của cảnh sát ra, lúc này lễ tân mới miễn cưỡng dẫn cô vào trong phòng bệnh. Bà lão ở trước mặt chính là người mà Juliet muốn tìm, bà ta tên là Gloria. Lễ tân giải thích bà ta bị mắc bệnh lú lẫn của người già, bà thường xuyên xuất hiện ảo giác. Juliet muốn đưa bà ra ngoài đi dạo, nào ngờ lễ tân cứng rắn từ chối lời đề nghị này, bởi vì thẩm phán hạ lệnh không có sự cho phép của cô, không ai có thể đưa Gloria ra khỏi đây. Sắc mặt của Juliet lập tức tối sầm xuống, một bệnh nhân bình thường dựa vào đâu mà bộ tư pháp lại quan tâm đặc biệt như thế. Không muốn gặp thẩm phán Meadow hỏi cho ra lẽ, nào ngờ trợ lý nói với cô Meadow đang bị bệnh, hôm nay không đi làm.
Juliet bất lực chỉ đành quay trở về phòng làm việc thì thấy phòng khách có rất nhiều người, tất cả mọi người đều có vẻ bận rộn. Sau khi Paul nhìn thấy Juliet liền trách cô tại sao lại tắt bộ đàm đi, rồi nói cho cô biết chuyện vừa mới xảy ra. Hóa ra khi Juliet mới rời đi, chưa được bao lâu anh liền nhận được báo án của người dân. Ở tầng 26 có người đánh nhau trong quán bar, khi Paul vội vàng chạy đến hiện trường đã cực kỳ hỗn loạn. Đáng tiếc là lúc đó Juliet đang trên đường đến bộ tư pháp nên cô tiện tay tắt luôn bộ đàm đi. Paul bị đấm vài phát mới bắt được người gây chuyện, trong lòng anh rất tức giận. Juliet là cảnh sát trưởng, không biết mỗi ngày cô đang bận cái quỷ gì. Juliet có chút áy náy cúi gằm mặt xuống đất. Cô cho rằng cái chết của bạn trai George, Sam và Ruth có ẩn tình, chuyện này rất có thể liên quan đến tàn tích lịch sử. Paul nghe xong những lời này đã bớt giận hơn, bởi vì điều tra tàn tích lịch sử là thứ bộ tư pháp quan tâm nhất, hơn nữa còn cấp quyền cho Juliet. Paul ôn hòa nhắc nhở cô đừng quên thị trưởng hẹn gặp cô. Mối quan hệ giữa hai người dường như hòa hoãn hơn nhiều. Juliet gật đầu nói sáng sớm mai cô sẽ đi gặp ông ấy. Tối ngày hôm đó, cô một mình đến nhà ăn thông qua màn hình lớn để ngắm những ánh đèn trên bầu trời. Người đàn ông có khát vọng khám phá mãnh liệt ấy lại xuất hiện, lần này coi như lần làm quen chính thức của hai người. Juliet rất tò mò, ngoại trừ ánh đèn bên ngoài bầu trời, anh còn chú ý đến điều kỳ lạ nào khác không? Người đàn ông suy nghĩ một lát nói với Juliet, có một lần anh nhìn thấy trên bầu trời có một đốm sáng di chuyển, nhưng rất nhanh nó đã biến mất. Nói xong anh ta liền áp sát mặt vào mặt của Juliet. Juliet giật mình, lập tức đứng dậy vội vàng rời khỏi đây. Juliet quay về chỗ ở, cô chống cằm mở những tấm hình đó ra xem, cô mới biết những thứ đó không phải là ánh đèn mà là ngôi sao. Lúc đi qua cầu thang hình xoắn ốc, cô nhìn thấy có người chơi gấp giấy ở bên lan can, trong lòng cô cảm thấy vô cùng chua xót. Thế giới của những đứa trẻ không nên bị giới hạn trong silo nhỏ bé này, chúng đáng lẽ phải giống như những đứa trẻ trong sách có bầu trời và biển rộng lớn mới phải. Khi Juliet đến phòng làm việc của thị trưởng Holland, thị trưởng nói mình bị đe dọa. Hóa ra lần trước sự thiên vị và bảo vệ của ông dành cho Juliet đã bị thẩm phán Meadow cảnh cáo. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự, Holland sẽ mất quyền quản lý của bộ phận IT. Có lẽ đối với Juliet mà nói, máy phát điện nơi cô từng quản lý mới là quan trọng nhất. Nhưng không có sự phục vụ của bộ phận IT đem nguồn điện phân bổ đến các thùng lưu thông không khí và những lĩnh vực cốt lõi khác thì cả silo sẽ không thể nào tồn tại được. Holland không thể giao cho bộ tư pháp nắm giữ quyền quản lý bộ phận IT được. Juliet đồng cảm gật đầu, bất giác hai người đã đứng chung một chiến tuyến. Trước khi đi, Holland còn không quên nhắc nhở Juliet cho dù cô đang điều tra chuyện gì cũng buộc phải đẩy nhanh tốc độ. Bộ tư pháp có thể tước mất chức cảnh sát trưởng của cô bất cứ lúc nào. Juliet mạnh mẽ đến chỗ ở của thẩm phán Meadows, cô lấy danh nghĩa đến đưa đồ ăn để thẩm phán mở cửa cho cô. Cô vừa vào đã nhìn thấy tàn tích được để trên bàn, mà thẩm phán Meadows cũng không bị bệnh. Đột nhiên Juliet có thêm vài phần sức mạnh. Cô lập tức vào thẳng vấn đề rằng cô muốn nói chuyện riêng với Gloria trong phòng bệnh, hy vọng được thẩm phán Meadows cho phép. Hóa ra cô đã sớm điều tra ra lịch sử phạm tội của Gloria. Đối phương từng nói với vợ của cảnh sát trưởng Houston, bà không phải loại người được silo cho phép sinh con. Chuyện này gián tiếp khiến vợ của Houston vi phạm pháp luật và bị đuổi ra ngoài silo. Juliet cho rằng chuyện này rất có thể liên quan đến tàn tích. Mà Gloria nhìn có vẻ như một bà già lẩm cẩm, có thể là do bệnh viện đang tiêm cho bà một loại thuốc gì đó gây ra. Thẩm phán Meadows dường như bị đâm trúng điểm yếu, nói cô cũng không thể cho phép Juliet và Gloria gặp riêng nhau. Juliet vô cùng bất ngờ, cô là thẩm phán người có chức vị tối cao mà. Nghe vậy Meadows rơi lệ vì ấm ức nói ra một câu, bọn họ không cho phép. Một lần nữa Juliet lại bị sốc, hóa ra thẩm phán Meadows cao cao tại thượng trong mắt mọi người cũng chỉ là con rối bị người nào đó đẩy ra trước mặt mọi người mà thôi. Thảo nào mỗi lần để cô ra quyết định, ánh mắt của cô đều nhìn xung quanh. Juliet biết được sự thật, cô không vì vậy mà bỏ cuộc, mà đến gặp bố đang làm việc ở bệnh viện. Chỉ có điều hai người nhiều năm không gặp nên bầu không khí có chút ngượng ngùng. Juliet vừa nhìn đã nhận ra món đồ chơi hồi nhỏ cô thích nhất, nhưng thái độ của cô vẫn xa lạ như trước đây. Cô nói thẳng với bố rằng cô muốn gặp riêng Gloria. Đối với yêu cầu vi phạm quy định này, bố Juliet tỏ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng ông vẫn lén đến bệnh viện tùy tiện tìm một cái cớ để lừa y tá. Sau khi lén đi vào phòng bệnh của Gloria, nhìn thấy thuốc an thần trên bàn, bố Juliet lập tức hiểu ra, ông đẩy Gloria đến phòng bệnh nhi. Juliet đã đợi ở đây từ lâu, trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi. Đáng tiếc là Gloria mới được tiêm thuốc an thần nên bà không thể trả lời cô bất kỳ điều gì. Juliet chỉ đành ép bố mình nghĩ cách, bố cô ấm ức như một đứa trẻ. Một lần nữa ông lại làm trái với quy định nghề nghiệp, tiêm cho Gloria một liều thuốc khiến bà tỉnh táo lại. Ông sợ làm như vậy sẽ khiến bệnh nhân phải chịu tác dụng phụ của thuốc. Vừa nói xong cơ thể Gloria bỗng nhiên co giật, đây là bệnh động kinh phát tác. Juliet nhớ lại người em trai đã mất của mình cũng từng mắc bệnh này, bèn dùng tay nhấn huyệt cổ của Gloria. 10 giây sau bà đã bình thường trở lại, chỉ có điều bà vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Juliet vô cùng lo lắng, thời gian dành cho cô không còn nhiều nữa. Quả nhiên nhân viên trong phòng giám sát nói với Sim bọn họ không thấy hành tung của Juliet. Lần cuối cùng thấy cô là cô đến bệnh viện, chỉ có điều trong bệnh viện có nhiều nơi không được giám sát. Mà camera trong phòng của Gloria cũng bị một bình hoa che mất. Sim tức giận ra lệnh cho mọi người kiểm tra những căn phòng không được giám sát. Mà Juliet trong phòng bệnh nhi cuối cùng cũng đợi được Gloria tỉnh lại. Bố Juliet vội vàng đi đến kiểm tra tình hình sức khỏe của bà. Nào ngờ Gloria đột nhiên kích động. Bà nói chính vị bác sĩ này đã khiến bà không thể mang thai. Juliet lập tức bày tỏ thái độ đuổi bố mình ra khỏi phòng.
Đáng tiếc là Gloria vẫn không chịu tin Juliet, cô chỉ đành lấy ra cuốn sách kia. Như vậy mới khiến Gloria bình tĩnh lại. Bà nói cuốn sách này là món quà bà tặng cho mẹ George, mọi người đều là thành viên trong nhóm người giữ lửa. Juliet nghe xong ngơ ngác, người giữ lửa là gì? Gloria giải thích từ 100 năm trước, sau bạo loạn ở trong silo, những người quản lý muốn xóa bỏ quá khứ cùng với những người lưu trữ tàn tích của quá khứ, mà những người âm thầm gìn giữ tàn tích quá khứ được gọi là người giữ lửa. Đây cũng là lý do tại sao bố Juliet ngăn cản không cho Gloria sinh con, bọn họ muốn người giữ lửa bị tuyệt hậu. Sắc mặt của Gloria vô cùng buồn bã, bà cho rằng mọi người không nên sống trong silo tối tăm không biết ngày đêm là gì. Trước đây bà không chỉ một lần tưởng tượng mình đang ở trên bãi cát, đáng tiếc là bà chỉ nhìn thấy dáng vẻ của biển chứ không nghe được tiếng và ngửi mùi của biển cả. Sau đó Gloria lại nhắc đến mẹ của Juliet, bà là một người vô cùng tò mò. Đây là đặc tính đáng quý nhất của người giữ lửa. Juliet đã biết hết mọi thứ mà mình muốn, cô định đích thân đưa Gloria về phòng bệnh. Trước khi đi, cô hỏi bố tại sao lại lừa Gloria đã lấy ra máy triệt sản. Bố Juliet lắc đầu nói ông biết người quản lý muốn mượn việc này để trừng phạt một số người. Đáng tiếc ông không còn sự lựa chọn nào khác. Juliet lập tức phản bác, đây chính là lý do bố phản bội mẹ sao. Mà nhân viên trong phòng giám sát cuối cùng cũng đã nhìn thấy bóng dáng của Juliet, đồng thời nghe thấy cô giải thích với bác sĩ rằng cô chỉ đưa Gloria đi dạo một vòng, sau khi về cô sẽ viết báo cáo nộp lên cấp trên. Sau khi hai người trở về phòng bệnh, Gloria phát hiện chậu hoa để trước hương đã biến mất. Chậu hoa đó là do cảnh sát trưởng đời trước Houston đem đến. Juliet bỗng nhiên nhớ lại tờ giấy mà cảnh sát trưởng để lại cho mình, cũng nhắc đến hoa để trước hương. Lại liên tưởng đến camera được ma thao hóa giải, cô lập tức tỉnh ngộ. Những người đó có thể thông qua tấm gương để nhìn thấy cô. Sau đó cô nhỏ giọng nói Houston còn làm gì nữa không? Gloria nói phần lớn thời gian ông ấy dùng để sửa ống thông gió. Juliet nhận ra đây là thói quen cất giấu đồ của cảnh sát trưởng. Nghe vậy, Juliet bèn dùng khăn che tấm gương lại, sau đó mở ống thông gió ra, quả nhiên trong đó có đồ. Mở ra xem bên trong là ổ cứng mà người yêu cô George để lại. Cùng lúc đó, Sim ở phòng giám sát phát hiện camera đã bị che lại, trong lòng cảm thấy bất an, bèn hạ lệnh cho đội đột kích đến bắt người. Juliet biết nơi này không tiện ở lại lâu, đang chuẩn bị rời đi thì Gloria nắm lấy cổ tay cô kích động, nói bây giờ cô là người giữ lửa cuối cùng, mong cô nhất định phải bảo vệ sự thật. Nhưng ngay sau đó đội chấp pháp hùng hổ xông vào trong phòng bệnh, may mà Juliet đã rời đi, lúc này cô đang trốn sau bàn ở phòng bệnh nhi. Do sợ ảnh hưởng đến các bé nghỉ ngơi nên đội chấp pháp chỉ vội vàng nhìn một cái liền rời đi. Sau đó bọn họ xem trích xuất camera biết được Juliet từ cầu thang ở bệnh viện rời đi liền mất tích. Người chấp pháp Sim sắc mặt tối sầm nói trong bệnh viện còn quá nhiều nơi không được lắp camera giám sát. Sau đó anh liền đến phòng bệnh của Gloria, gỡ tấm khăn lông che tấm gương xuống. Anh lại nhìn ống thông gió bị gỡ ra, bèn hỏi rốt cuộc Julia đã lấy được thứ gì từ nơi này. Gloria thông minh dùng chuyện tình cảm mong Sim châm trước, hóa ra khi vợ của Sim mang thai xém nữa bị khó sinh, nhờ có sự giúp đỡ của Gloria mới có thể thuận lợi sinh con. Nhưng dường như Sim không thèm niệm tình xưa, còn đe dọa nếu Gloria không thành thật khai ra, anh ta sẽ khiến cho bà chết già trong bệnh viện. Gloria biết Sim không nói đùa, chỉ đành ngoan ngoãn khai ra toàn bộ mọi chuyện. Sau khi có được câu trả lời mà mình muốn, Sim không hề có ý định giữ lời hứa, anh đặc biệt dặn dò y tá mỗi ngày tiêm cho bà một mũi. Mà Juliet lấy được ổ cứng lúc này cô đang ở trong phòng làm việc của bố. Cô nóng lòng muốn biết nội dung bên trong đó, đáng tiếc hệ thống hiển thị máy tính không đủ quyền nên không thể mở ra. Juliet vốn là người không quá am hiểu về máy tính, không thể nào sửa được lỗi này. Cứ như vậy cô ngủ thiếp đi trong phòng làm việc của bố. Đến ngày hôm sau cô bị tiếng trong bộ đàm làm cho thức giấc, Paul bảo cô nhanh chóng đến phòng làm việc một lát. Hóa ra người của bộ tư pháp đang lục soát đồn cảnh sát, rõ ràng là họ đang tìm kiếm ổ cứng có chứa tàn tích. Juliet nói dối mặt không đổi sắc, cô nói tối qua cô chỉ đến thăm bệnh Gloria mà thôi, bộ tư pháp không có chứng cứ chứng minh cô tự ý tàng trữ tàn tích. Lúc này Paul đột nhiên chiếm được ưu thế, muốn lục soát cơ quan chấp pháp phải có phê chuẩn của tòa án chứng minh nơi bị lục soát vi phạm công ước của silo. Nhưng đám người này lại ngang nhiên xông vào lục soát, còn tự ý kiểm tra ba lô của Juliet. Mặc dù Juliet không tình nguyện nhưng vẫn tỏ vẻ chính trực mặc cho người của bộ tư pháp kiểm tra, may mà ổ cứng không có ở trong đó. Nhìn phòng làm việc bị bới tung lên, Juliet đột nhiên nhớ ra cảnh tượng tương tự xảy ra vào nhiều năm trước. Khi đó cô vừa mới tròn 8 tuổi, hôm đó cô cùng với mẹ đến nông trường dùng một bình thuốc để đổi lấy con thỏ bị thương của bác nông dân. Đây là đối tượng mẹ dùng để làm thí nghiệm. Kính phóng đại mà mẹ Juliet thực sự rất hữu ích. Dưới sự giúp đỡ của cái kính thần kỳ này có thể nhìn thấy từng mạch máu trên người con thỏ. Trong lòng mẹ Juliet vẫn luôn nuối tiếc, nếu như có thể phát triển rộng rãi loại kính phóng đại này, có lẽ em trai của Juliet sẽ không chết vì bệnh tim. Nào ngờ chưa qua mấy ngày, một lượng lớn nhân chấp hành viên bỗng xông vào nhà của Juliet bắt đầu tìm kiếm với lý do có người tố cáo mẹ cô tàng trữ vật phẩm bị cấm. Juliet trốn ở trong phòng nghe lén được cuộc trò chuyện của bố mẹ. Bố trách mẹ không nên ích kỷ chế tạo kính phóng đại và khuyên bà nhanh chóng chủ động giao nó cho bộ tư pháp. Mẹ của Juliet lại nói bà chỉ muốn các công cụ chữa bệnh trong silo phát triển hơn, hiện đại hơn. Hơn nữa bí mật này ngoại trừ Juliet chỉ có bố biết, mẹ Juliet chắc chắn rằng chồng mình là người tố cáo với bộ tư pháp. Bố Juliet nghe vậy một mực phủ nhận, nhưng mẹ của Juliet hoàn toàn thất vọng về chồng mình. Bà đi ra phòng khách chủ động nhặt từng phần linh kiện lên ở trước mặt mọi người, bắt đầu lắp ráp kính phóng đại. Không lâu sau, một chiếc kính phóng đại xuất hiện trước mặt mọi người. Người dẫn đầu đội chấp pháp lấy búa ra đập vỡ nó. Từng tiếng búa giáng xuống như đang đập vào tim của mẹ Juliet.
Sau đó ông ta còn muốn mang con thỏ rừng kia đi. Mẹ Juliet nói dối rằng con thỏ đó đã bị ăn thịt rồi. Người chấp pháp nhìn bố Juliet một cái sau đó dẫn cấp dưới rời đi. Bố Juliet còn muốn giải thích điều gì đó nhưng hai mẹ con Juliet vô cùng thất vọng về ông nên những cố gắng của ông không khác gì muối bỏ biển. Juliet lén đi vào phòng ngủ mở hộp sắt đựng con thỏ ra, vết thương của nó đã lành từ lâu rồi. Điều này chứng minh rằng kính phóng đại của mẹ có tác dụng rất lớn. Juliet thu hồi lại những tâm tư của mình, cô bị Paul gọi vào phòng làm việc. Cô cho rằng Sim đang cố ý chống lại cô cho đến khi cô bị tống vào tù hoặc vượt qua lan can mới thôi. Sau khi xác nhận lại với Paul đây là hành vi lục soát trái phép, Juliet cho rằng đã đến lúc phản công rồi. Chỉ thấy cô hùng hổ xông vào phòng làm việc của Sim, bảo Paul nói ra hành vi lục soát ban nãy đã vi phạm điều khoản nào của công ước. Sim vô cùng ngạc nhiên, hỏi Paul rốt cuộc anh đứng về phía nào. Paul đắn đo nói bây giờ Juliet mới là cấp trên của anh, sau đó liền còng tay Sim lại, không thể không nói chiêu này của Juliet thực sự rất đỉnh. Đợi sau khi mọi người đi hết, Juliet lập tức đóng cửa lại, bắt đầu lục soát trong phòng làm việc của Sim. Trong một ngăn tủ đựng hồ sơ, cô vô tình phát hiện đằng sau ngăn kéo có một ngăn nữa, trong đó để tài liệu của cư dân trong silo. Trong đó có hồ sơ về mẹ của Juliet. Trang đầu tiên được viết dòng chữ báo cáo giám sát rất lớn. Juliet thấy vậy vô cùng ngạc nhiên. Cô lập tức đến phòng làm việc của bố mình, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, hỏi bố có biết tại sao mẹ lại tìm đến cái chết không. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng đây là lần đầu tiên Juliet nhắc đến vấn đề này. Bố cô nghe xong có vẻ vô cùng kích động. Sau khi cái kính phóng đại đó bị đập vỡ, trái tim của vợ ông như đã chết. Những năm qua, ông vẫn luôn sống trong sự áy náy vô tận. Khi bộ tư pháp xông vào nhà, ông không nên khuất phục dưới ý chí của đối phương mà phải thay vợ làm điều gì đó. Sau này, ông muốn tìm cách để bù đắp nhưng mẹ con Juliet không chịu chấp nhận. Trong lòng bà vẫn oán hận hành vi tố cáo của chồng mình. Nói đến đây, bố Juliet một lần nữa giải thích rằng ông không bao giờ tố cáo vợ mình. Juliet lập tức tiến lên phía trước nói những chuyện này không phải lỗi của bố mà là bộ tư pháp thông qua camera giám sát biết được bí mật của kính phóng đại. Trước đó do cô tìm thấy báo cáo giám sát của mẹ mới biết được chuyện này. Ngoài ra bao nhiêu năm qua cô vẫn trách nhầm bố mình. Đúng vào lúc này có y tá đi vào báo cáo bộ phận sửa chữa cho người đến kiểm tra ống thông gió. Biết tin bố mình không gọi người đến sửa, Juliet lập tức nhận ra đây là bộ tư pháp phái người đến lắp camera. Sau đó cô lấy ổ cứng ra khỏi đệm của giường trẻ sơ sinh, hóa ra cô giấu đồ ở đây. Chỉ có điều máy tính bình thường không có quyền để mở ổ cứng ra. Juliet chỉ đánh đến tìm Martha, cô nhờ bố gửi tin cho Martha 6 giờ tối ở nhà chờ cô đừng đi đâu hết. Nhưng khi Juliet đi xuống tầng đáy thì thấy rất nhiều người dân đang bị chặn ở cầu thang. Hóa ra là bộ tư pháp lập chốt kiểm tra túi và thân phận của từng người. Juliet biết bộ tư pháp làm vậy để đối phó với cô, chỉ đánh bất lực quay trở về. Mà Sim bị nhốt ở bộ tư pháp dường như không có sự ăn năn của một kẻ phạm tội, còn yêu cầu cảnh sát đưa cho mình một ly cà phê. Những người này vì sợ quyền uy nên không thể không làm theo lời của anh ta. Nàng ngờ Sim được nước làm tới yêu cầu dùng bộ đàm để gọi điện thoại, nhân viên cảnh sát nghiêm khắc từ chối. Nàng ngờ đối phương nói một câu tôi sẽ nhớ mặt anh, nhân viên cảnh sát lập tức ngoan ngoãn nghe theo. Martha sống ở tầng đáy nhìn đồng hồ thấy đã hơn 7 giờ rồi, nhưng email của bố Juliet nói rằng Juliet sẽ đến gặp bà vào 6 giờ tối. Trong lòng Martha bỗng linh cảm có chuyện không lành, trước giờ Juliet là người rất đúng giờ, lẽ nào có chuyện gì xảy ra rồi sao? Martha bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, bà lại càng cảm thấy bất an hơn. Mà người Lucas đang ở nhà ăn nhìn ngắm hiện tượng trên bầu trời đột nhiên được nhân viên bảo vệ đưa đến một tờ giấy. Thế là anh đi theo địa chỉ trên tờ giấy đến một căn nhà tạm gặp Juliet. Juliet vô cùng sốt sắng nói 5 phút nữa đội ngũ chấp pháp sẽ đến đây. Sau đó cô lấy ổ cứng ra hy vọng Lucas làm việc trong bộ phận IT giúp mình mở ổ cứng ra. Đối phương vừa nhìn đã nhận ra đây là tàn tích là vật cấm. Juliet nghe thấy vậy sốt ruột, anh suốt ngày ở trong nhà ăn ngắm sao, lẽ nào anh không tò mò bên ngoài silo có gì sao? Trong ổ cứng này có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của anh. Lucas có chút động lòng nhưng anh vẫn sợ bị trừng phạt. Juliet kéo tấm vải ra, cầm đèn bàn đập vỡ chiếc gương ở trước mặt, nhìn thấy camera giám sát ở bên trong, cô không hề tỏ ra bất ngờ mà cầm nó nói với Lucas rằng món đồ này có mặt trong mỗi gia đình, hy vọng anh có thể giúp tôi làm rõ sự thật. Lucas cũng muốn giúp Juliet nhưng sợ liên lụy đến người nhà. Juliet hoàn toàn thất vọng về anh. 5 phút sắp trôi qua, cô bắt buộc phải lập tức rời khỏi đây. Lucas vừa đi ra khỏi phòng thì thấy đội chấp pháp đột nhiên xuất hiện. Juliet một lần nữa đi vào ngõ cụt, cô chỉ đành tìm cách thoát khỏi chốt kiểm tra, đi tìm Martha nhờ giúp đỡ. Nào ngờ thị trưởng tạm thời Holland đột nhiên xuất hiện thuận lợi giúp Juliet vượt qua chốt kiểm tra. Ông trực tiếp đưa Juliet đến nông trường nói với cô rằng nói chuyện ở đây là an toàn nhất. Sau đó ông hỏi Juliet tại sao lại bắt Sim. Juliet sớm đã coi Holland là người của mình nên nói chuyện không có chút che giấu nào. Cô cho rằng thẩm phán Meadow chỉ là con rối được bộ tư pháp đẩy ra trước mặt mọi người, thực tế người điều khiển đằng sau là Sim. Holland tỏ vẻ đột nhiên hiểu ra, chẳng trách anh ta phái người đi khắp nơi bắt cô, rốt cuộc cô giấu ổ cứng ở đâu rồi. Juliet bỗng nhiên trợn tròn mắt, sao ông biết tôi có ổ cứng. Không biết từ lúc nào Sim xuất hiện sau lưng Juliet. Lúc này Juliet mới nhận ra người thực sự điều khiển silo chính là Holland, bởi vì ông là người quản lý bộ phận IT nắm giữ toàn bộ thông tin của silo. Holland không phủ nhận nói ông là người được chọn. Tất cả những người có ý định tìm hiểu sự thật đều phải chết như vậy mới có thể duy trì sự ổn định lâu dài trong silo.
Juliet cũng nhận ra không ngừng có người đến gần cô không hề do dự chạy thoát thân, nhưng xung quanh cô sớm đã bị bố trí thiên la địa võng. Không ngoài dự đoán, cô đã bị bắt ngay tại trận. Sim mở ba lô của Juliet ra, quả nhiên ổ cứng đang ở trong đó. Nhưng anh không gán cho Juliet tội tự ý tàng trữ di tích mà đổ oan cho cô ở nơi công cộng nói câu tôi muốn ra ngoài. Dựa vào điều khoản của công ước, hành vi này sẽ bị trục xuất ra khỏi silo. Mặc dù Juliet cố hết sức giải thích, nhưng Sim một mực cho rằng cả anh ta và thị trưởng đều nghe thấy. Juliet cũng biết chỉ cần cô bị rơi vào tay của bộ tư pháp, cô sẽ không có cơ hội sống sót. Vậy nên nhân lúc mọi người không chú ý, cô để Paul ra giật lấy ba lô trong tay Sim rồi leo lên lan can giả vờ như cô định nhảy xuống dưới. May mà ở dưới lan can là một cây cầu. Juliet đứng dậy chạy mất tăm, chỉ để lại bộ tư pháp và những người dân hóng chuyện ngạc nhiên đứng nhìn. Sim tức giận nhìn chằm chằm vào Paul, hỏi có phải anh cố ý thả cô ta đi không. Không đợi Paul giải thích, anh ta liền đến tìm cấp trên để báo cáo công việc. Đội đột kích đã lục soát khắp tầng mà Juliet chạy thoát cũng không phát hiện ra bóng dáng của cô. Đúng vào lúc này, đèn màu đỏ cái móc khóa có in số 18 trên bàn sáng lên. Sắc mặt của thị trưởng Holland lập tức thay đổi. Sau khi nắm lấy móc khóa, ông dặn dò Sim bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được Juliet. Nhất thời, nhân viên tư pháp của cả silo và cảnh sát ở các tầng bắt đầu cuộc truy bắt lớn nhất từ trước đến nay. Martha và bố của Juliet trở thành đối tượng được chăm sóc đặc biệt, nhưng câu trả lời của bọn họ giống y nhau. Họ không biết Juliet đang trốn ở đâu. Bố Juliet nhớ lại bộ tư pháp ép vợ mình phải tự sát nên ông không kiêng nể gì ai, trực tiếp hỏi Sim, cậu sẽ giúp người khác bắt con của mình chứ? Nào ngờ đối phương không hề do dự, trả lời có. Việc này là vì sự an toàn của hàng chục ngàn cư dân trong silo. Bố Juliet không có lời nào để nói, quay người rời đi. Nhưng Sim có thật sự vô tư như những gì anh ta nói không? Vào lúc tất cả lực lượng vũ trang của bộ tư pháp đang tìm kiếm Juliet, anh ta lại phái hai thành viên đội đột kích hộ tống vợ và con mình về nhà. Nhưng khi vợ Sim bước vào nhà, liền nhìn thấy camera giám sát đã bị hư, trong lòng cô xuất hiện dự cảm không lành, lập tức đưa con vào phòng ngủ và dặn con nhất định không được ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, vợ của Sim rút súng ra nhìn ngó xung quanh, phát hiện trên giường trong phòng ngủ có một cái ổ cứng cũ. Cô chuẩn bị đi đến xem ổ cứng thì Juliet trốn trong góc nhà dùng dao kề vào cổ cô. Chiêu này của Juliet vô cùng hay, bởi vì chẳng ai có thể nghĩ được Juliet sẽ trốn vào nhà của nhân viên có chức vụ cao nhất trong bộ tư pháp. Vợ của Sim cũng không phải người dễ đối phó, bảo rằng mình muốn còng vào nhà bếp, như vậy sẽ tiện quan sát đứa con đang ở trong phòng ngủ. Juliet không phản đối, nhưng cô vẫn đề cao cảnh giác di chuyển tất cả những đồ vật có thể sử dụng trong phạm vi hoạt động của đối phương. Juliet đến đây ngoại trừ việc lánh nạn còn có một mục đích vô cùng quan trọng, đó chính là lợi dụng máy tính có quyền hạn cao nhất của Sim để đọc nội dung trong ổ cứng. Tiến độ máy chạy rất ổn định, nhưng trong lòng Juliet lại vô cùng lo lắng. Vợ của Sim đột nhiên lên tiếng hỏi tại sao cô lại nói câu bị cấm đó. Juliet không giải thích, thực ra cô bị đổ oan. Cô chỉ mô tả bộ tư pháp là một nơi vô cùng ác độc. Vợ Sim nói mình từng là nhân viên đột kích của bộ tư pháp. Sự tồn tại của bộ tư pháp là để duy trì sự ổn định trong silo. Juliet lười không thèm giải thích với vợ Sim, cô chuyển ánh mắt về phía màn hình máy tính. Khi chương trình hoàn thành, cô phát hiện ra ổ cứng vẫn không thể nào mở được. Lúc này Juliet nhớ lại ghi chép cách mở ổ cứng được vợ của cảnh sát trưởng để lại, bên trên có ghi lệnh để mở khóa bảo vệ. Sau khi nhập vào vài dòng chữ cuối cùng, nội dung trong ổ cứng cũng hiện lên. Juliet hào hứng mở to mắt ra, không để ý đến con tin bị còng phía sau đang lén lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa. Vợ Sim từng là nhân viên đột kích nên tháo còng là chuyện vô cùng đơn giản. Mà lúc này trùng cuối Holland đang ở trong phòng làm việc nóng lòng chờ đợi tin tức đến, rượu vang thơm ngon vô cùng, lúc này ông cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Sim chạy vào báo cáo anh điều tra hết bạn bè người thân của Juliet nhưng vẫn không có manh mối nào. Điều khả nghi duy nhất là Juliet từng ở trong nhà lén gặp một người, đối phương là nhân viên của bộ phận IT do Holland quản lý tên là Lucas. Không thể không nói Holland là một lão hồ ly vô cùng giảo hoạt. Đầu tiên ông lấy thân phận của một cấp trên để gọi Lucas đến phòng làm việc, bất giác ông chuyển đề tài sang Juliet. Ông nói Juliet đập vỡ gương, phá hoại máy kiểm tra chất lượng không khí phía sau. Ngoài ra cô ấy cho cậu xem một cái ổ cứng, tất cả những điều đó đều vi phạm công ước của silo. Lucas đơn thuần không biết ổ cứng trong lời Holland nói là do ông đoán mò, lập tức nói anh không biết trong ổ cứng có nội dung gì. Nghe vậy trong lòng Holland đã có cách xử lý, thái độ của ông lập tức trở nên cứng rắn, chỉ trích Lucas biết có người tàng trữ trái phép tàn tích mà không tố cáo, nên là tội nặng sẽ bị phạt đưa ra ngoài silo lau dọn camera. Chàng trai Lucas đáng thương lập tức khai ra mọi thứ, anh không biết Juliet đang ở đâu nhưng anh nhớ trên ổ cứng khắc số hiệu là 18. Sắc mặt Holland lập tức thay đổi, sau đó ông đưa Sim đến phòng giám sát, ra lệnh cho nhân viên tìm kiếm ổ cứng mang số hiệu 18. Chỉ cần nó kết nối với máy tính sẽ có thể lập tức xác định được vị trí. Mà lúc này Juliet đang điên cuồng xem cả tá tư liệu trong ổ cứng. Khi cô mở một thư mục mang tên bắt đầu từ đây, bỗng phát hiện đây là đoạn video của bạn trai Chop. Đối phương nói anh đã phát hiện ra một bí mật lớn trong ổ cứng nên bị bộ tư pháp nhắm vào, vậy nên anh sửa lại chiếc máy ảnh bị hỏng để quay lại những lời mình muốn nói. Mà trong phòng giám sát đã thông qua số hiệu của ổ cứng xác định được vị trí của Juliet. Sim thấy vậy giật nảy mình, vừa dùng hết sức chạy về nhà vừa gọi cấp dưới phong tỏa các tầng. Mà lúc này Juliet vẫn đắm chìm trong video của bạn trai, anh đã bắt buộc phải để tất cả mọi người biết đến sự thật trong ổ cứng. Juliet không để ý rằng vợ của Sim đã cởi được còng tay xuất hiện sau lưng mình, nhưng vợ Sim không có ý định tấn công Juliet mà lên tiếng nhắc nhở bộ tư pháp đã thông qua ổ cứng xác định được vị trí của Juliet.
Không lâu sau, Sim đã đưa một lượng lớn cấp dưới xông đến trước cửa nhà mình. Đồng thời, Holland cũng phát hiện có rất nhiều camera giám sát trên màn hình lớn bị vô hiệu hóa, có lẽ là do có người phá hỏng. Khi Sim mở cửa ra chỉ nhìn thấy vợ và con trai đang ngồi trên giường. Juliet đã chạy mất tiêu rồi. Sau khi mọi người rời đi, vợ nói với Sim thực ra cô đã thả Juliet đi. Nhưng câu nói tiếp theo của cô đã khiến chồng hết giận. Đừng quên mục đích to lớn của chúng ta. Có vẻ như cặp vợ chồng này cũng có không ít âm mưu cho tương lai. Cùng lúc đó, Danny, một nhân viên làm việc trong bộ phận IT lấy danh nghĩa đi công tác sau khi thông qua kiểm tra liền đến nhà của tên tội phạm Kennedy. Nhưng sau đó, anh liền bất ngờ phát hiện tội phạm bị truy nã Juliet đang trốn ở đây. Kennedy giải thích rằng trước đây Juliet từng giúp anh thoát khỏi sự hãm hại của bộ tư pháp, mà Danny cũng không thể tố cáo vị trí của Juliet bởi vì anh từng nhiều lần bán tàn tích lịch sử là đồng bọn hợp tác làm ăn lâu năm với Kennedy. Juliet không hề né tránh, lấy ổ cứng ra nhờ đối phương dùng máy tính để đọc nội dung bên trong. Danny quả nhiên là người tài giỏi lại to gan, không lâu sau đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn nữa còn dùng vị trí giả để đánh lừa thiết bị định vị của bộ tư pháp. Juliet nóng lòng mở video của người yêu ra, lần này cuối cùng nút thắt trong lòng cô cũng được mở ra. Jock nói ban đầu anh tiếp cận Juliet thực sự là vì thân phận thợ cơ khí của cô, nhưng sau này anh mới phát hiện mình đã đem lòng yêu Juliet. Sau đó Jock đột nhiên thay đổi đề tài, anh nói anh phát hiện ra cánh cửa nối với thế giới bên ngoài được ra trong kho nước. Thực ra không cần phải lo lắng vấn đề về nước, ngoài ra sự thật mà anh muốn cho tất cả mọi người biết nằm ở thư mục có tên là buổi lau chùi của Jane Camody. Đây cũng chính là lý do tại sao vợ của cảnh sát trưởng phải ra ngoài. Juliet xem đến đây vừa đau lòng vừa hào hứng, mà người lúc này có tâm tình phức tạp là đồng đội cũ của cô, Paul. Sim nghi ngờ anh cố ý thả Juliet nhưng thực tế là do bệnh động kinh của anh tái phát nhất thời nắm không chắc mới khiến Juliet chạy mất. Vợ của Paul cho rằng chồng mình không thích hợp làm cảnh sát trưởng nhưng người đàn ông này vẫn rất cố chấp. Khó khăn lắm anh mới leo lên được chức vị như ngày hôm nay, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Sau đó anh mặc đồng phục lên thề rằng nhất định phải bắt được Juliet để lấy công chuộc tội. Việc đầu tiên Paul làm chính là đến nhà của Juliet, nhưng nơi này đã bị bộ tư pháp đến trước rồi. Cho dù Paul nói mình là phó sở cảnh sát nhưng vẫn không được cho vào. Không lâu sau, nhân viên của bộ tư pháp rời khỏi nhà của Juliet. Paul trốn ở gần đó, chờ bọn họ đi xa liền quay trở về nhà của Juliet. Sau khi dùng bạo lực để phá cửa, anh cũng không quên khóa cửa nhà lại và tua vít để khóa chặt nó lại. Sau khi tìm kiếm một vòng, anh phát hiện phía sau tấm gương bị mất mặt gương, còn có một cái lỗ. Paul có chút tò mò nhưng rất nhanh anh đã bị mảnh gương vỡ dưới nền nhà thu hút bởi vì nó là loại gương một mặt trong suốt vô cùng đặc biệt. Paul chắc chắn rằng Juliet có giấu thứ gì đó trong nhà. Lúc này anh đột nhiên nhớ ra Juliet thích bỏ những món đồ quan trọng ở trong tủ. Sau đó anh liền tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra một cái tủ có vách khá lỏng lẻo. Sau khi gỡ khung tủ ra, quả nhiên đằng sau đó có dấu đồ. Paul vội vàng mở vài bọc bên ngoài ra. Một cuốn sách của trẻ em vô cùng bắt mắt xuất hiện. Lúc anh nhìn thấy những nội dung ly kỳ bên trong đó, đến tay anh cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy, cũng không biết là do bệnh cũ tái phát hay là do quá kích động. Bất giác anh đã xem hết tất cả những bức hình. Paul loạng choạng đứng dậy, anh cảm thấy loại sách độc hại này không nên xuất hiện trong silo bởi vì không một ai có thể chống lại sức hấp dẫn của nó. Nhưng rất nhanh anh đã do dự bèn lấy cuốn sách ra khỏi lò, đốt xé một trang, bỏ vào túi, sau đó ném cả cuốn sách vào trong lò rồi trơ mắt đứng nhìn cả cuốn sách hóa thành tro. Mà lúc này Juliet đã mở ra thư mục mang tên buổi lau chùi của Jane Camody, trong đó là cảnh trời xanh mây trắng, đồng thời còn có cả tiếng gọi gấp gáp của một người phụ nữ. Cô nghĩ tất cả mọi người đều nên biết sự thật, vậy nên cô nhờ Danny đăng video này lên cho tất cả các máy tính đều thấy. Rất nhanh Danny đã nghĩ ra một phương án thông qua máy kích sóng ở tầng 126, có thể thoát ra khỏi sự khống chế của bộ phận IT. Juliet không hề nghĩ ngợi lập tức thu dọn đồ đạc đến đó. Danny vội vàng nhắc nhở mỗi tầng đều có cảnh sát canh gác, nhưng cô không hề lo lắng. Trước khi đi cô còn nhắc nhở Kennedy tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Quả nhiên không lâu sau, phòng giám sát đã loại bỏ được địa chỉ giả, cuối cùng xác định được vị trí kết nối với ổ cứng. Không lâu sau, một nhóm đột kích đến nhà của Kennedy. May mà nhóm Juliet đã rời đi từ nãy rồi, bọn họ chui vào đường ống rác thải. Đây là kế hoạch mà Juliet vạch ra từ trước. Mặc dù trong silo tất cả mọi nơi đều có camera giám sát nhưng họ không thể nào giám sát cả đường ống rác thải. Mọi người leo theo những bậc thang rất nhanh đã lên đến tầng 126. Danny nhanh chóng đến chỗ của máy kích sóng, Juliet vung búa phá cửa. Kennedy nhìn thấy cách đó không xa có một cái camera. Danny lập tức lên tiếng nhắc nhở camera ở bất cứ chỗ nào chỉ cần bị hư sẽ bị bộ tư pháp phát hiện ngay tức khắc. Vậy họ bắt buộc phải nhanh chóng điều chỉnh xong cài đặt. Nhưng ngay vào lúc ổ cứng được kết nối với máy tính thì trung tâm giám sát đã phát hiện được ra vị trí của bọn họ. Nhưng mục đích của nhóm Juliet đã đạt được, chỉ thấy màn tất cả các màn hình trong phòng giám sát đều biến thành màu đen. Tiếp đến liền chiếu cảnh thế giới bên ngoài được lưu trong ổ cứng. Sắc mặt của thị trưởng Holland lập tức trắng bệch, hét lớn yêu cầu mọi người nhắm mắt lại. Ngay cả Sim cũng chủ động quay mặt đi chỗ khác. Lúc này Holland mới ngồi vào máy chủ, nhấn vài phát cưỡng chế tắt máy chủ. Nhìn thấy màn hình tất cả máy tính đã chuyển sang màu đen, Holland mới bình tĩnh lại nhắc nhở mọi người quên đi những gì vừa nhìn thấy. Mà Juliet sau khi phát hiện ra kế hoạch thất bại vội vàng nhắc nhở hai người kia nhanh chóng rời đi. Thị trưởng kiểm tra kỹ tất cả các camera phát hiện Juliet lại một lần nữa biến mất. Sau đó ông liền nhận ra chắc chắn cô đang trốn trong đường ống rác thải.
Quả nhiên không lâu sau đã có đội đột kích phát hiện ra Juliet. Những người này không ngốc đến mức bò xuống dưới bắt người mà đến trạm thu hồi mang tới một lượng lớn rác thải. Vài người hợp sức đổ nó xuống, Juliet vội vàng nép cơ thể mình sát vào tường, vất vả né tránh số rác từ trên đổ xuống. Sim độc ác hơn rất nhiều, anh ta lập tức cho người bê điều hòa đến. Thể tích của nó dường như chiếm toàn bộ diện tích trong đường ống rác thải. Juliet ở phía dưới không thể nào tránh được, chỉ đành buông tay ra để cơ thể mình rơi tự do. May mà đồng nghiệp ở khu phân loại rác thải nhanh tay lập tức kéo cô ra ngoài. Chỉ có điều như thế này Juliet không còn khả năng chạy trốn được nữa. Chủ quản của bộ phận cơ khí vì không muốn liên lụy đến mọi người chỉ đành chủ động giao cô cho bộ tư pháp. Juliet rất thông cảm với quyết định của chủ quản, hy vọng đối phương có thể cho cô một chút thời gian. Cô có chuyện quan trọng muốn nói với Martha. Không lâu sau Sim trực tiếp xông vào trong phòng, anh ta vô cùng bất mãn với hành vi đe dọa vợ và con mình của Juliet. Thị trưởng Holland vội vàng đi lên ngăn cản. Ông còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm, đó chính là phá hủy ổ cứng đó. Ông nói hành vi của Juliet có thể hại chết tất cả mọi người trong silo. Sau đó ông đưa ra một giao dịch, chỉ cần Juliet ngoan ngoãn nhận tội chấp nhận trừng phạt, vậy những người bạn ở tầng đáy sẽ không phải chịu tội. Juliet nhìn Martha rất nhanh đã gật đầu đồng ý, nhưng cô có thêm một điều kiện nữa, đó chính là nói ra nguyên nhân thật sự khiến bạn trai cô George mất mạng. Holland sảng khoái đồng ý, sau đó cho người còng tay cô lại. Những người dân ở tầng đáy đứng thành hai hàng, âm thầm nhìn bóng lưng rời đi của Juliet. Có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy cô. Chỉ có điều Martha không đi tiễn Juliet, nhìn cuộn băng dính nhiệt trong tay, trong lòng bà đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy bà mở cửa phòng ra, từng bước chân của bà có chút run rẩy, bởi vì trước đây bà từng bị thương. 25 năm qua bà chưa từng bước ra khỏi cửa nhà, nhưng lần này vì Juliet bà không thể không khắc phục nỗi ám ảnh trong lòng mình thay cô làm điều gì đó. Cũng không biết đi mất bao lâu Martha đến gặp người bạn thân trước đây của mình, đối phương đang làm việc ở bộ phận cung ứng. Bà không nhịn được báo oán băng dính nhiệt dành cho tội phạm có chất lượng rất tệ, kém xa so với băng dính nhiệt do Martha làm. Nhưng Martha cho rằng rất có thể có người đang cố ý làm như thế. Mà bên này Juliet đã đến tầng của bộ tư pháp, thị trưởng Holland đột nhiên hô dừng, bảo vài tên cấp dưới mở khóa còng tay cho Juliet, sau đó liền đưa cô đến một nhà kho vắng vẻ. Không ngờ nơi này còn có cửa của một mật thất. Juliet tò mò đi theo vào trong, hóa ra đây mới thật sự là phòng giám sát nòng cốt của bộ tư pháp. Juliet nhìn những màn hình trải dài khắp bức tường ngạc nhiên đến mức không nói lên lời. Chẳng trách bộ tư pháp có thể xác định được vị trí của người dân bất cứ lúc nào. Holland đưa cô đến đây đương nhiên là để thực hiện lời hứa. Ông phân phó cấp dưới cho phát đoạn camera ghi lại cảnh George bị hại. Khi đó anh đã bị bộ tư pháp bắt. Lúc đi ngang qua một chiếc camera, George đột nhiên leo lên lan can. Anh biết bộ tư pháp sẽ dùng mọi cách ép anh giao ra ổ cứng. Sau đó anh liền thả tự do rơi xuống dưới. Juliet cũng biết hành động cuối cùng của bạn trai là đang thể hiện tình yêu với mình. Cô cũng coi như hóa giải được một chuyện trong lòng. Tiếp theo, thứ đang chờ đợi cô là việc bị trục xuất ra ngoài silo để dọn vệ sinh. Tối hôm đó, bố mang đồ ăn do ông đích thân làm đến cho cô. Đây là món mà hồi nhỏ Juliet thích ăn nhất. Lúc này, ông vẫn còn cảm thấy áy náy. Ông cho rằng Juliet nói câu tôi muốn ra ngoài hoàn toàn là do ông. Juliet đang định giải thích cô bị bộ tư pháp đổ oan, nhưng nghĩ đến giao dịch với thị trưởng, cô chỉ đành nuốt những lời giải thích vào trong. Sau khi bố Juliet rời đi, đồng nghiệp của cô ở tầng đáy cũng mang đến cho cô rất nhiều đồ ăn. Khi đối phương nói câu ăn hết cả hộp với vẻ đầy ẩn ý, cô lập tức hiểu ra ẩn ý của đối phương, nên cô quay lưng lại camera bắt đầu tìm kiếm trong hộp đồ ăn. Quả nhiên cô phát hiện ra một tờ giấy ở đáy hộp, đây là giấy do Martha gửi cho cô. Bà dặn cô ra ngoài đừng sợ, bộ phận cung ứng đã chuẩn bị rất tốt. Không lâu sau, Juliet đang ở trong tù chào đón vị khách thứ ba. Không ngờ lại là thị trưởng Holland nham hiểm. Lúc này ông ta vô cùng chân thành nói ban đầu ông rất coi trọng Juliet bởi vì cô đã có cống hiến to lớn khi bảo vệ khoang phát điện của silo. Từ một tầng ý nghĩa nào đó mà nói tính chất công việc của hai người rất giống nhau. Holland cũng vì sự phát triển và an toàn của silo, nếu như phát hiện ra chỗ nào hư hỏng ông cần phải kịp thời xử lý. Juliet cũng hiểu mình chính là đối tượng cần phải xử lý mà thị trưởng vừa nói. Nhưng cô thực sự không hiểu thế giới bên ngoài bị bao phủ bởi một bầu không khí độc hại. Rõ ràng chỉ là một lời nói dối. Tại sao lại không nói sự thật cho mọi người biết? Holland nói ông cũng không biết đáp án, đây là quy định do những người sáng lập silo để lại. Trước khi đi, ông còn không quên dặn số người xem Juliet ra ngoài dọn vệ sinh đông nhất trong lịch sử, nên hy vọng cô có thể chủ động vệ sinh camera. Juliet không hề do dự từ chối yêu cầu của Holland, nhưng ông lại nói thêm một câu, những người sáng lập sẽ khiến cô chủ động lau chùi. Sau đó ông liền gọi nhân viên của bộ phận cung ứng vào trong. Những người này có nhiệm vụ mặc bộ đồ bảo vệ chống độc cho Juliet. Vị trí cổ tay và cổ chân đều được dùng băng dính nhiệt dán thật kỹ. Khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, thị trưởng bắt đầu tuyên đọc tội trạng của Juliet. Nội dung đương nhiên là tội cô ở nơi công cộng, nói câu tôi muốn ra ngoài. Cuối cùng ông nhắc nhở một lần nữa, để mọi người có thể nhìn rõ thế giới bên ngoài. Hy vọng Juliet có thể dùng khăn lau chùi camera. Cả quá trình Juliet không nói lời nào, mặc cho nhân viên đội mũ bảo hiểm lên đầu cô. Tiếp theo đó, cánh cửa dẫn đến thế giới bên ngoài dần được mở ra. Tâm tình của Juliet vô cùng thấp thỏm bởi vì cô sắp được tận mắt chứng kiến thế giới bên ngoài. Trong nhà ăn ở tầng thượng của silo đã tụ tập rất đông người dân đến hóng chuyện.
Cô giáo của Juliet là Martha có tâm tình phức tạp nhất. Bà không biết những gì mình chuẩn bị cho cô học trò cưng có phát huy tác dụng hay không. Mà lúc này Juliet đã đi ra khỏi đường hầm, cảnh tượng trước mắt cô nhìn thấy quả nhiên giống y hệt trong ổ cứng. Nhưng cô không hề quên truyền thống của Zillo, cô quay người chậm chậm đến gần camera. Những người dân trong nhà ăn nín thở trơ mắt nhìn Juliet ném cái khăn xuống đất. Hiện trường lập tức nổi lên tiếng chửi mắng, nhưng thị trưởng và Zillo lại vô cùng bình tĩnh. Bọn họ đều biết Juliet không sống được bao lâu nữa. Nào ngờ sau khi Juliet ngã xuống, cô còn có sức bò về phía cảnh sát trưởng tiền nhiệm. Chỉ có điều trong mắt Juliet, trước mắt cô chỉ là một cục đá. Kết hợp với hình ảnh trước kia cô nhìn thấy, ngay cả chim trên trời cũng giống y như trong ổ cứng. Cuối cùng Juliet cũng nhận ra những gì cô đang nhìn thấy vẫn là ảo ảnh do mũ bảo hiểm tạo ra, mà thị trưởng Holland trong nhà ăn cũng phát hiện ra điều bất thường. Theo lý mà nói, lúc này Juliet đã chết rồi. Ông có chút hốt hoảng rời khỏi nhà ăn. Sau khi dùng thiết bị phát sáng mở máy tính ở trong phòng máy ra, cả khuôn mặt của ông bỗng trở nên trắng bệch bởi vì ảo ảnh ở trong mũ bảo hiểm của Juliet đã hết hiệu lực. Lúc này cuối cùng Juliet cũng nhìn được thế giới thật, nhìn ra xa bốn phía đều là đất đai cằn cỗi, không có sự sống tuyệt vọng và thê lương giống như ngày tận thế đã đến. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Zillo mới được ra mắt gần đây. Không ngờ những gì nhìn thấy trên màn hình lớn ở nhà ăn của Zillo là thật. Thế giới bên ngoài thực sự ngập tràn khí độc không thích hợp cho con người sinh sống. Trước kia cảnh sát trưởng và những người khác chết nhanh như vậy hóa ra là vì băng dính nhiệt do bộ phận cung ứng cung cấp có vấn đề khiến khí độc xâm nhập vào trong. Mà cô giáo của Juliet là Martha dựa vào quan hệ cố ý đổi thành băng dính nhiệt do bà chế tạo, như vậy mới khiến trong thời gian ngắn khí độc không xâm nhập vào người Juliet. Nhưng tại sao Martha lại biết bí mật ở đằng sau? Liệu chuyện này có liên quan đến việc bà bị thương vào 25 năm trước? Mong rằng câu trả lời sẽ có trong mùa 2 của bộ phim. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!